Vì hôm trước mình không có cho mọi người làm bài tập nên là bây giờ mình vào phần bài mới để mọi người làm bài tập luôn nha. Bình thường là đầu buổi mình sẽ sửa bài tập cho mọi người á, nhưng mà chưa có bài tập gì nên là bây giờ mình sẽ đi vào phần bài mới luôn nha mọi người. Rồi mọi người thấy màn hình của mình chưa? Rồi ok. Rồi thì hôm nay chúng ta cũng học tiếp cái phần 2D nha. Hôm trước mình đã học được hai lệnh rồi, đó là line và lệnh rectangle. Thì hôm nay mình sẽ học một số lệnh tiếp theo. Đây để mình tạo một file mới nha. Rồi mình vẽ một cái số hình chữ nhật như thế này. Rồi, đây mình đang có một số hình chữ nhật này ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái lệnh chamfer, lệnh fillet và lệnh chamfer. Đây, hai cái lệnh nó nằm ở trong cái biểu tượng này. Thì để biết nó có hai lệnh hay không á, thì bên này nó có cái dấu mũi tên này mọi người. Đây, dấu mũi tên ở đây nè. Thì mình sổ xuống thì nó sẽ có là sketch fillet và sketch chamfer. Đó, mọi người thấy không? Fillet ở đây á là bo cung. Fillet là bo cung, còn chamfer là nó vạn góc nha. Hai cái này cũng tương tự nhau thôi. Thì đầu tiên mình sẽ thực hiện cái lệnh fillet. Nếu mình tích chuột vào cái lệnh này thôi, biểu tượng này thôi á, là nó sẽ thực hiện lệnh fillet. Còn mình muốn thực hiện lệnh chamfer á, thì mình sẽ sổ cái mũi tên xuống và mình chọn chamfer thì nó mới hiểu nha. Đó, còn không là mình chọn như thế này là nó mặc định nó cho mình chọn fillet. Đấy, thì mình sẽ tích vào lệnh này. Lệnh này á, ví dụ như những cái góc này nè mọi người. Góc này nè, góc hình chữ nhật này, mình có thể mình bao cung nó lại R bao nhiêu đó thì mình nhập từ bàn phím vào cái ô này. Đó. Chơi cái ô entity to fillet này thì mình sẽ chọn những cái góc, mình sẽ chọn những cái góc đây, cái ô entity to fillet đây nha, ô này nè, ô xanh xanh này là mình sẽ chọn những cái góc mà mình cần fillet. Đấy, rồi ô dưới này fillet parameter là mình sẽ cho cái kích thước của nó, góc fillet này R bao nhiêu đó thì mình sẽ cho vào nha. Đây mình sẽ ở dưới này nó mặc định cho mình là 10 rồi này, thì mình có thể là mình chọn góc này. Đó, tích chọn góc này thôi. Thì khi mà mình chọn á, có một cung màu vàng vàng này, nó sáng lên như thế này. Đó là biểu hiện cái fillet ha. Nói chung là khi mình ok là cái đường màu vàng vàng này nó sẽ hiện lên và cái phần bên ngoài này, phần cạnh bên ngoài nó sẽ bị mất đi. Đó là fillet cái góc này đi ha. Đó, có thể là mình sẽ thực hiện fillet nhiều góc cùng lúc cũng được luôn. Đây. Đó. Đây. Đây, mình fillet bốn góc ha. Cái này nha mọi người. Đó, rồi ở đây mình có thể là 10 mình thấy nhỏ quá, mình nhập vào 20 30 đó, mình thay đổi kích thước được nha. 20 này đó, thì mọi người thấy góc là bây giờ nó lớn hơn đúng không đó. Sau khi fillet á thì mình bấm ok đây, mọi người thấy chưa? Thì khi mình fillet xong á, mọi người thấy ở chỗ này nó có một cái kích thước này R20 này, R20 nha. Thì những cái góc nào mình fillet mà cùng một lần á, ví dụ như bốn cái này đúng không, mình vừa làm á là bốn cái này mình fillet cùng một lần thì nó sẽ hiện lên là R20 ở cái cuối cùng mình chọn, cái góc mà mình chọn cuối cùng á thì nó sẽ hiện lên kích thước. Đấy, còn nếu như mọi người muốn mà nó hiện lên góc nào nó cũng hiện lên á thì nó sẽ như thế này. Đây mình vẫn chọn là kích thước V20. Rồi entity to fillet thì mình sẽ chọn góc góc này đó này nha. Đây rồi, mọi người tích cho mình cái ô là dimension x fillet này, ô này nha. X fillet là mỗi cái fillet luôn á thì nó sẽ ghi cái kích thước cho mình luôn. Lúc nãy mình làm bốn cái fillet này một lần thì nó chỉ ghi cái kích thước cuối cùng thôi, cuối cùng các đỉnh cuối cùng mà mình chọn. Ở đây khi mình tích vào cái ô là dimension x fillet này là fillet mỗi góc luôn, ghi kích thước cho mỗi góc luôn thì mình bấm ok nha. Đây nó ghi cho mình bốn cái ha. Thì hai trường hợp này là khác nhau á. Thứ nhất là nếu mà mình không có tích vào cái ô dimension x fillet thì nó sẽ ràng buộc cho các cái cung này bằng nhau. Đây này, mọi người thấy dấu bằng chỗ này không? Đây này mọi người, dấu bằng này khi mình đưa chuột vào cái ràng buộc bằng nhau này thì cái dấu bằng bên này nó sáng lên một cam này, hai dấu sáng lên đó thì hai cung này nó bằng nhau. Rồi tương tự thì hai cung này cũng bằng nhau luôn và hai cung này cũng bằng nhau.
Nói chung là bốn vùng này là lần lượt nó bằng nhau, thì nó sẽ bằng R20 này. Còn khi mình chọn là Dimension Equivalent thì chỗ này nó không còn là ràng buộc bằng nhau nữa, mà nó ghi bởi kích thước này rồi. Đấy, thì mọi người chú ý nha. Rồi, tiếp theo nữa đó là không những mình có thể chọn cái cạnh này, không nhất thiết là mình phải chọn đỉnh này, mà có thể mình muốn chọn cái đỉnh, muốn fillet cái góc này đó, thì mình có thể mình chọn cái cạnh này với cạnh này. Đó, nó vẫn chấp nhận cho mình ha, chọn cạnh này với cạnh này đó. Hoặc là muốn góc này thì mình chọn cạnh này với cạnh này, mình chọn hai cái cạnh nào mà tạo ra cái góc đó thì nó sẽ tự động nó fillet cho mình. Cho đây, muốn nhập vào 10 thì mình nhập lại 10. Rồi, nếu trong một số trường hợp thì mình nên là để như này này, để ngắn gọn này thôi, chứ mình vẽ mà mình ghi nhiều kích thước như này, những cái cung bằng nhau mà mình ghi kích thước như này á, thì nó rất là mất cái khoảng trống của mình vẽ, nên là nó với lại nhìn cái hình mình nó cũng rối á, nên là mình thường hay sử dụng này, mình mặc định là mình bỏ cái này đi, bỏ cái dimension fillet này đi, thì trong một số trường hợp nào cần thiết thì mình mới để vào nha. Đó là cái lệnh fillet. Rồi bây giờ đến cái lệnh chamfer nha. Chamfer thì cũng tương tự như fillet thôi, nhưng mà nó có thêm cái đây. Chamfer thì mọi người vào, nhớ là vào cái dấu mũi tên này nha, sổ xuống chọn là sketch chamfer. Thì đây nó có khác tí á, là nó sẽ có ba cái trường hợp cho mình này, mình sẽ đi lần lượt ba trường hợp này nha. Thứ nhất á, là cái trường hợp là angle distance này ha. Angle distance, angle là góc, distance là khoảng cách. Thì khi mà mình chọn cái angle distance này á, là nó sẽ cho phép mình là nhập cái khoảng cách và góc ở dưới này. Ví dụ như mình muốn là cái cạnh này vào trong là 10, rồi góc 45 độ đi xuống đây, nó cắt xuống đây, nó chêm phơi xuống đây, thì mình sẽ nhập vào đây nha, nhập vào đây. Thì ở đây mình đang để 10 x 45 này, mặc định là 10 x 45 thì mình sẽ chọn đại à, chọn góc này. Đó, mọi người thấy không, nó đang chêm phơi đó. Cạnh này nó lấy từ cái đỉnh này, đỉnh này vào 10 này, sau đó nó sẽ vạt xuống này là 45 độ. Mọi người thấy chưa? Đó, cái trường hợp 10 x 45 độ này là một cái trường hợp đặc biệt, đúng không? Thì trường hợp đặc biệt này là sao? Góc này 45 độ thì cái cạnh này 10, cái cạnh dưới này từ đỉnh này này xuống cái điểm chỗ này cũng là 10 luôn. Đó, thì nếu mà mình chọn cái chế độ angle distance này á, là mình sẽ sử dụng cho một số cái trường hợp khác. Ví dụ như là góc không phải là góc 45 độ, góc 30 độ, góc 60 độ, hoặc là góc bao nhiêu đó, không phải là 45 độ, là mình nên sử dụng cái trường hợp này. Còn nếu mà sử dụng cái trường hợp 10 x 45 độ này á, thì cái trường hợp là distance này là hai cái cạnh bằng nhau này, hoặc là equal distance là cũng hai cạnh bằng nhau luôn. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái đó dễ hơn. Đây, angle distance nha. Thì ở dưới này nó hơi bị lợn tí. Ví dụ như đây là trên là angle distance, dưới này là nó cho mình ghi distance trước này, nên là mọi người chú ý chỗ này nha, nó dễ bị nhầm á. Nhiều bạn không chú ý á, tưởng chỗ này là góc mà angle, thấy angle distance tưởng trên này là góc, dưới này là cạnh, nên là các bạn bị nhầm đó. Mình chú ý nha. Đây, mình sẽ để 10 luôn, nhưng mà góc bây giờ mình sẽ nhập khác, góc bây giờ nhập khác nha, mình sẽ cho là 60. 60 enter cho. Rồi mình sẽ qua đây mình chọn góc, chẳng hạn như mình chọn góc này đó, thì nó sẽ lấy cái cạnh này là 10, rồi cái góc này là 60. Nó cạnh này 10, nó cắt vào đây xong rồi nó vào góc 60 xuống đây. Đó, góc này nữa ha, mình test thử, test vào đỉnh này. Đấy, thì cái cạnh này nó lấy 10, góc này nó lấy 60. Cho có thể là mình cho cái cạnh là 20 luôn, 20 rồi vẫn là góc 60, hoặc là bây giờ mình cho góc 30. Đó, 30 đi nha. Rồi mình chọn cái đỉnh này. Đấy, đây, cái chỗ này là 20, cái này là 20, xong rồi nó sẽ cắt góc xuống đây là 30. Đấy, thì đến đây chắc chắn các bạn sẽ hỏi, tôi đặt câu hỏi là tại sao nó lấy cái cạnh này là 20, rồi nó vạt góc này 30, mà nó không lấy cạnh này, đúng không? Nó không lấy cạnh này 20 xong rồi nó vạt xuống đây. Đó, thì chắc chắn các bạn sẽ hỏi như thế này. Thì tại vì á, là mình đang chọn cái đỉnh đó, mình đang chọn đỉnh, thì mà Solid nó cũng không có thông minh đến mức mà mình chọn đỉnh này mà tự hiểu ý của mình là muốn cho cạnh nào 20, cái góc nào 30. Đó, Solid khi mình chọn đỉnh này á, thì Solid nó tự chọn cho mình luôn. Đó, có thể là đúng theo ý của mọi người, hoặc có thể là sai. Đấy, nên là đối với cái trường hợp này, mọi người muốn chính xác, muốn theo ý của mọi người á,
thì mọi người sẽ chọn hai cạnh chứ không còn chọn đỉnh giống như là cái lớp fillet hoặc là cái chamfer mà gấp 45 độ. Đó. Đây, mình muốn cạnh nào 20 thì mình chọn trước. Ví dụ như cạnh này. Chọn trước. Rồi, chọn đến cạnh này. Thì chỗ này nó sẽ lấy 20. 20 nha. Và gấp này là gấp 30. Rồi. Muốn cạnh nào trước thì mình sẽ chọn trước. Đấy. Ở đây là cái cạnh này, nằm trên này, gấp nằm dưới này. Thì cái đi trước, cái mình chọn trước này nó sẽ lấy cạnh. Còn cái đi sau thì nó sẽ lấy gấp. Đây. Cạnh này. À, thì nó vạt cái chỗ này 20 rồi lại 30. Đấy, đây là đối với cái trường hợp chamfer nha. Còn fillet thì mình chọn đỉnh hay chọn cạnh gì nó cũng không khác nhau đâu. Đây là angle distance nha. Tiếp theo là distance. Đây, distance thì nó sẽ cho phép mình nhập hai cạnh hai khoảng cách khác nhau hoặc là giống nhau cũng được luôn. Nếu mà nó giống nhau á thì nó giống cái trường hợp angle distance là gấp 45 độ rồi. Thì cái này á mình sẽ cho cái khoảng cách khác nhau. À, ví dụ như là 20 với 10 nha. Đây, 20 với 10 này. Thì mình cũng chọn cái cạnh nào trước thì cái cạnh đó là 20, cạnh nào sau là cạnh 10. Đây, mình chọn cạnh này. Rồi đến cạnh này. Đó, thì từ cái đỉnh này nó bật cho đây là 20. Cắt cho đây 20 rồi từ đây cắt xuống đây 10. Ha. Nó lại. Rồi. Cái nào trước thì mình chọn trước nha. Đây, làm lại nè. Mình sẽ cho là để 20 luôn nha. 1 nè, 2 nè, thì cái này là 20, cái này là 10. Đó. Đấy là hai loại của chamfer. Tiếp theo một cái loại nhỏ này nữa nè. Loại nhỏ này thì nó giống như cái trường hợp là distance mà hai cái khoảng cách bằng nhau. Đây là equal distance này, là chỉ cần mình nhập vào cái cạnh này thì nó sẽ vác cái góc 45 độ cho mình. Nó đo và nó vác cái góc 45. Đây. 1 nè, 2 nè. Thì chỗ này là 20, chỗ này là 20, lấy xuống. Đó, 20. Đó là equal distance nha, đây nè. 1 nè. 2 nè. Đây, 20. Thì cái trường hợp này mình chọn đỉnh hay là chọn cạnh đều được nha. Đó, chọn đỉnh hay chọn cạnh đều được. Tại vì kích thước nó giống nhau mà. Cạnh này trước, cạnh này sau, hoặc là cạnh này trước, cạnh này sau cũng được luôn. Đó, mình không quan tâm nha. Đó là ba cái trường hợp của cái chamfer. Rồi, nó có nhiêu đó thôi ha. Chamfer với fillet. Rất đơn giản. Thì ở đây nó mình có hôm trước mình có gửi một số cái bài tập. Đây, mình mở lên cho mọi người xem ha. Một số cái bài tập như thế này nè mọi người. Những cái bài tập nào mà có chữ CHA này là chamfer đó, chỉ có một bài chamfer thôi. Còn những cái bài này là fillet này. Những cái bài này là fillet. Thì về nhà mọi người làm cho mình cái lệnh fillet nha, cái bài tập lệnh fillet. Đó, những cái nào mà có chữ fill là fillet đó. Đây mình sẽ giải mẫu cho mọi người một bài nha. Giải mẫu cho mọi người bài. Đó là bài này nha ha. Bài này. Thì đối với cái bài này á, hôm trước mình đã nói cho mọi người là cái nguyên tắc chung rồi. Nguyên tắc đã vẽ cái sketch 2D á. À, bước đầu tiên là mình sẽ nhìn hình này. Mình nhớ cái biên dạng của nó, rồi mình vẽ lại. Vẽ solid mình vẽ lại ha. Bước thứ hai là mình vừa ràng buộc và mình vừa ghi kích thước. Đó, làm sao cho cái hình của mình nó đen lại. Là như hôm trước á anh Khanh đúng không ạ? Khanh là có nói là nó ở dưới góc này, tí nữa mình sẽ vẽ, mình sẽ nói về cái vấn đề đó. À, cái bước thứ ba á là mình mới tiến hành mình chamfer hoặc là mình fillet. Thì khi mà mình làm cái bước thứ hai xong rồi á thì cái hình của mình á nó chắc chắn nó phải đen lại như thế này nè. Đấy, rồi mình mới tiến hành mình fillet là mình bo cung chỗ này hoặc là mình có thể là trên này mình vạt gấp. Đó, thì cái đó là cái bước sau. Sau khi cái hình nó đen lại rồi mình mới tiến hành mình làm. Đó. Đây nha mọi người. Những chỗ này nè là mình sẽ fillet nha, chứ mọi người đừng có vẽ cung. Vẽ cung thì nó rất là mất thời gian và mọi người phải ràng buộc lung tung hết. Mọi người cứ vẽ thẳng lên. À, ví dụ như là đối với cái hình này thì mọi người vẽ từ góc tọa độ này. Mọi người cho đi thẳng lên này. Rồi đi qua, xuống, đi qua, đi xuống. Rồi đi qua đây. Rồi xuống đây, rồi về lại góc tọa độ. Đó. Vẽ một cái biên dạng như thế, xong rồi ghi kích thước ràng buộc lại hết. Xong rồi mình sẽ tiến hành mình fillet sau. Những góc này là mình fillet này. À, những góc này mình fillet. Cho. Thì nó sẽ rất là đơn giản. Còn nếu như mọi người vẽ mà vẽ chỗ này, vẽ vào đây xong rồi vẽ cung lên đây thì nó rất là lâu. Đó, nó không có tiện nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ làm mẫu cho mọi người một bài. Rồi những cái bài sau thì về nhà mọi người tự làm nha. Đây, mình sẽ tắt cái này đi. Rồi mình chọn mặt frame mình vẽ lại. Đây nha.
Rồi chọn lên like. Mình sẽ vẽ vẽ cái biên dạng trước ha. Trong lúc mình vẽ mình đã giống cho nó theo cái ràng buộc rồi này. Đây này, hiện tại nó đang nằm ngang này, mọi người thấy không? Khi mọi người đưa xéo như này thì nó sẽ không có hiện lên cái ràng buộc nằm ngang. Mà khi mọi người đưa theo cái phương ngang này này. Đó, mọi người thấy không? Thì ở dưới con chuột của mình nó sẽ hiện lên một cái ràng buộc nằm ngang. Mà các cái nền màu vàng đó mọi người. Đây này. Nền màu vàng mọi người thấy không? Đó. Cái này là mình sẽ vừa vẽ vừa ràng buộc luôn. Thì tí nữa sau khi mình hoàn thành xong mình sẽ không cần phải ràng buộc lại nữa. Cho mọi người. Đây, click vào. Xuống này. Rồi đi qua đây. Xuống. Rồi đi qua. Rồi cuối cùng là về đây. Khi mình đưa xuống này này thì mọi người thấy có một cái đường giống màu xanh xanh này, thấy không? Có một đường giống màu xanh xanh này. Nó giống ra thì mọi người sẽ kéo ra lấy đường giống này này. Ngay cái vị trí giống này này, đó, tích chuột rồi kéo về đây. Đó, thì nó sẽ ràng buộc cho mình các cái cạnh là cạnh nào nằm ngang, cạnh nào thẳng đứng thì nó sẽ ràng buộc đầy đủ hết. Rồi sau khi mình đã phát thảo ra cái hình cái biên dạng này rồi thì tiếp tục đến cái bước là ghi kích thước. Ghi kích thước ha. Mình sẽ ghi kích thước từ lớn đến nhỏ. À, 600 này và 250 này. Nói chung là mình ghi kích thước từ lớn đến nhỏ. Tại sao? Để cho ví dụ như khi mọi người vẽ cái hình nó không có đều á, khi mọi người vẽ hình nó không đều. Đây nha. À, mình cái lúc mà mình phát thảo á là mình nên vẽ cho nó gần giống với cái biên dạng này này. Nói chung là cái tỷ lệ nó gần giống với nhau. Gần giống với cái hình gốc á thì khi mình ghi kích thước nó sẽ không bị đẩy. Nó không bị đẩy ra. Trong cái trường hợp này thì nó không chưa có rõ lắm. Nên là mình không có ví dụ cho mọi người rõ hơn được. Trong một số trường hợp ví dụ như những cái bài sau đây này. Những cái bài khó khó này này. Đây, những cái bài này chẳng hạn. Khi mà mọi người kích thước này, mọi người vẽ cái tỷ lệ nó không đều á thì nó sẽ cái cạnh này, nếu mà mọi người kích thước nó sẽ đẩy những cái này ra thì nó sẽ rất là mất thời gian, với lại là mình phải điều chỉnh lại cái hình của mình á. Hôm nào về mọi người làm bài tập á thì mọi người sẽ gặp cái trường hợp này này. Đó. Nên là mình nhắc trước là mọi người nên ghi kích thước là từ lớn đến nhỏ hoặc là từ nhỏ đến lớn. Đó. Nói chung là ghi theo thứ tự á cho nó dễ ha. Đây, mình quay trở lại cái bài này đi. Bài này cạnh dài là 600 này. Từ cạnh này qua cạnh này nha. 600 đây. Mình sẽ ghi 600. Đó, 600 nha. Tiếp theo. Cái đoạn trên này là 230. Đây, 230 nha. 23 không. Đó, rồi tiếp tục. Đoạn này là 330. Từ cạnh này nè. Quay đến cạnh này nè. Là 330 nha. Chưa? Rồi, bây giờ đến kích thước chiều cao là 250. 250 nha. Cho cạnh này luôn 250 nè. Đó. Tiếp tục. Cạnh này là 80, cạnh này là 80 luôn. Này là 80. Rồi cạnh này cũng 80. Đây. Đó, thì sau khi mình ghi kích thước mình ràng buộc đầy đủ rồi á thì ở dưới này nè, ở dưới góc màn hình của mình nè, nó có cái chữ fully defined, mọi người thấy không? Đây hôm trước anh Khanh nói nè, fully defined thì chắc chắn là cái sketch của mình nó đã hoàn thành xong rồi. Đó, nó không còn bị thiếu ràng buộc hoặc là thiếu kích thước gì hết. Rồi nhưng mà mình phải để cái này, hoặc là nếu mà mình vẽ một cái sketch nào mà nó ít á, nó đơn giản á thì mình có thể mình nhìn trên này nè, nó đen hết là ok rồi. Trong trường hợp là những cái sketch mà nó nhiều quá, nó quá rắc rối đi thì mình sẽ không kiểm soát được á, thì mọi người để ý chỗ này. À, giống như hôm trước anh Khanh nói. Rồi đến bước này là xong cái bước thứ hai này. Đến bước thứ ba là mình mới tiến hành mình fillet hoặc là chamfer. Rồi fillet hoặc chamfer thì đây mình xem thử là người ta fillet như thế nào. Góc nào, góc này là 90, góc này là 90 thì hai cái này bằng nhau thì mình có thể làm một lần cho anh em làm một lần nha. Rồi mọi người chọn lại fillet, sau đó nhập vào 90. Đó, nhập vào 90 trước rồi chọn góc. Góc này. Đó. Có thể là mọi người chọn dimension x fillet cho nó giống cái đề là nó sẽ ghi hai cái kích thước này nè. Đây, giống 90 nè. Còn nếu mà mọi người không chọn thì nó sẽ ghi một cái thôi. Đó, ok nha. Đây nó ghi hai cái 90 hết nè. Rồi tiếp tục cái này. Cùng này. Cuối cùng này. Là bằng nhau.
và bằng là R30 này. Mọi người đọc cái hình mọi người thấy không? Chỗ này nó ghi là 3 nhân R30. 3 nhân R30 thì tương ứng là cùng ba cung này nó bằng nhau á mọi người. Thì ở đây mình sẽ nhập vào là 30. 30 ha. Rồi mình bỏ cái dimension equivalent đi. Đó, rồi mình chọn này. Một góc này, hai góc này, ba góc này. Này được chưa? Đó. Ok. Thì cái góc nào cuối cùng mình chọn á là nó sẽ ghi kích thước vào góc đó thôi. Đó. Cái đề là nó ghi cái góc này cuối cùng nên là kích thước nó ghi ở đây. Còn cái số là 3 nhân R30 thì làm sao? Làm sao mình sửa? Đó, ở đây nó chỉ có cái R30 thôi. Đúng không? Thì để mà sửa được cái chỗ này á thì mọi người sẽ thoát cái lại fillet này ra đi, thoát lại fillet này ra ha. Những cái kích thước nào mà nó bị chồng lên nhau á thì mọi người kéo ra cho nó dễ nhìn nha. Đó, ví dụ cái kích thước này kéo ra đây, kéo ra ngoài cho nó dễ nhìn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ghi. Ghi thêm vào, ví dụ như 3 nhân R30 này hoặc là 4 nhân 45 độ gì đó. Thì mình sẽ làm như thế này. Đây mọi người tích vào cái chân này. Cái chân đường ghi kích thước á, chứ mọi người đừng là tích vào cái số nha. Tích vào cái số là nó sẽ cho phép mình đổi cái số này này, đổi cái kích thước này. Đấy, nên là nó không được nha, mọi người phải tích vào cái chân này này. Đưa chuột vào cái đường kích thước này này. Cái đường kích thước này mọi người tích vào. Đó, mọi người qua đây. Mọi người qua đây nha, mọi người kéo xuống chỗ là dimension test này. Dimension test này nha. Rồi, ở đây mọi người thấy là nó ghi là R. Rồi, mở ngoặc dim, đóng ngoặc không? R á là chữ R này nè mọi người. Rồi còn dim này là cái kích thước này. À, R dim này có nghĩa là R30. Thì bây giờ mình muốn ghi vào thêm là 3 nhân R30 á thì mình sẽ tích vào cái ô này. Đây đây này. Mình sẽ đưa chuột vào trước cái vị trí này này. À, trước chữ R luôn. Mình tự nhập vào bàn phím 3. Nhân là bấm dấu X nha. Rồi cách ra R30 như thế này nè mọi người. Đó, đây nha. 3 nhân R30. Chưa? Rồi mọi người quay lại chỗ này mọi người thấy không? Ghi 3 nhân R30 nè. Đó. Rồi, còn cái kích thước này nó đi lên nhỉ. Rồi nó ghi cái kích thước này nó ghi là ngang này. Còn cái trường hợp của mình á là nó thẳng xéo như thế này. Đó, nó xéo xéo như này luôn. Nó không ghi làm ngang. Thì mình cũng có thể đổi lại được luôn nha. Đổi lại được luôn. Đây, mình lúc nãy là mình vừa sửa xong là 3 nhân R30 này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đổi cái đường ghi kích thước này. Đó. Mình cũng tích vào đây luôn, mình tích vào đây luôn. Nhưng mà lúc nãy mình đang ở cái tab value này. Tab value này. Bây giờ mình không ở tab value nữa mà mình qua cái thẻ leader. Leader này nha, leader này, tích vào. À, rồi, mọi người xuống cái ô là custom test position. Hay custom test position nha. Tích vào cái ô này. Đó, thì đây là ba cách ghi kích thước. Đây ba cách ghi kích thước này. Cách mà mình chọn đang chọn này là cách đầu tiên. Đó là cái kích thước của mình nó nằm trên cái đường ghi kích thước này. Đó, thấy chưa? Rồi, mình chọn cách thứ hai là nó sẽ lên đây rồi nó ngang ra, nó ghi kích thước nằm ngang. Đó, được chưa? Là cách thứ hai này, cách thứ ba là nó sẽ cái kích thước này nó không có ghi, nó không có nằm trên cái đường ghi kích thước này. Mà nó nằm phía sau. Đó, có ba cách ghi như thế này. Nhớ là mọi người vào leader nha, leader và chọn vào custom test position. Đó nha mọi người. Ok này. Đó. Rồi là xong cái đề của mình. Câu số 2 nè. Rồi những cái câu còn lại thì về nhà mọi người tự làm. Chưa? Những cái câu này á, có cái bài này thì nó hơi khó này. Cái bài này. Thì mọi người chú ý nha, mọi người phải vừa làm vừa ràng buộc. Bây giờ những cái chỗ này. Đây. Chỗ này ha. Chỗ này thì mình sẽ ràng buộc cho nó. Mình nhìn nè, ràng buộc cho nó là trùng phương á, nó trùng một phương này. Rồi những cái cạnh này có cạnh này, có cạnh này thì cũng trùng phương luôn. Mọi người ràng buộc làm sao cho nó hợp lý nha. Vậy làm sao mà cái hình của mình nó như thế này là ok, đen hết như thế này là ok chưa. Rồi đó là cái phần bài tập về cái loại fillet nha mọi người. Rồi tiếp theo cái loại fillet đó là cái loại circle nha. Mình sẽ không có dạy theo thứ tự ở đây mà mình sẽ dạy lộn xộn nhưng mà đầy đủ nha. Tiếp theo là fillet là mình sẽ thực hiện là circle. Là circle này là vẽ đường tròn thôi mọi người, rất là đơn giản luôn. Nó sẽ có hai loại. Đây khi mình tích vào cái loại circle nó sẽ có hai loại như thế này. Một loại á, đây, một loại là nó sẽ xác định từ cái tâm kéo ra bán kính
Đó là cái loại thông dụng nhất, cái loại đơn giản nhất ha. Còn cái loại thứ hai đó là qua 3 điểm không thẳng hàng trong một mặt phẳng á, thì mình có thể là mình vẽ ra một cái đường tròn đi qua ba cái điểm đó, đúng không? Ba cái điểm này nó sẽ tạo ra một cái đường tròn đi qua ba điểm. Đấy là hai cách vẽ đường tròn ha. Và thông thường là mình sử dụng nhiều là cái cách thứ nhất này thôi, từ tâm này kéo ra bán kính này. Từ tâm kéo ra bán kính như này nè mọi người, rất đơn giản, từ tâm kéo ra bán kính. Đấy, rồi cách thứ hai này, cách thứ hai là ba điểm ha, một này, hai này, ba này. Đó, một hai ba, một hai ba. Đó, qua ba điểm không thẳng hàng là mình có thể mình vẽ được một cái đường tròn nha, một cái đường tròn đi qua ba điểm đó. Đấy là cái lệnh là circle, nó chỉ có hai loại này thôi nha, rất đơn giản. Rồi đối với cái lệnh circle này có ghi kích thước á, cái phần ghi kích thước á, đây mình sẽ ghi kích thước cho một cái đường tròn đại khái là đường tròn này đi nha. Mình sẽ ghi là 1.000 đây, 1.000 chứ không phải 100. Đây 1.000 nha. Thì hiện tại mình đang ghi là phi, đúng không? Mình đang ghi là phi. Rồi bây giờ mình không thích phi mà mình muốn chuyển qua R thì mình làm như thế nào? Mình muốn chuyển qua R thì sao? Thì mình sẽ làm tương tự như cái cách lúc nãy, là tích vào cái chân đường cái kích thước này nè mọi người. Tích vào đây, tích vào cái đường này nha, đường cái kích thước này. Rồi mọi người cũng qua cái thẻ leader cho mình, qua cái thẻ leader nha. Rồi ở đây nó đang chọn phi nè, diameter nè, thì mọi người chọn qua cho mình là radius. Radius này là bán kính nha mọi người. Bán kính thì mọi người đây mình sẽ zoom nhỏ lại cho mọi người thấy ha. Đó, đang phi 1.000 này. Nếu như mình chọn bán kính đấy thì nó sẽ là đo từ tâm ra bán kính, đang sửa lại là 500, nó sẽ chia hai cho mình luôn nha, mình không cần phải chia. Đó, đây là đường kính này, đây là bán kính này, còn những cái còn lại mọi người đừng quan tâm. Rồi ok nha, đó là cái lệnh circle. Rồi tiếp theo cái lệnh circle là lệnh lên arc. Lên arc là một cái lệnh vẽ cung nha, vẽ cung. Đây có cái lệnh đường tròn thì sẽ có cái lệnh vẽ cung, giống như trong AutoCAD vậy đó mọi người. AutoCAD cũng có cái lệnh vẽ cung như thế này này. Thì đối với cái lệnh vẽ cung nó sẽ có ba loại cho mọi người, ba loại ha. Thì mình sẽ đi từng loại luôn. Loại thứ nhất này á là cái cung nó sẽ được xác định theo ba điểm, ba điểm ha. Điểm thứ nhất là tâm, tâm của cái cung, tâm của cái đường tròn á, tâm của đường tròn của cung đó. Điểm thứ hai là cái điểm bắt đầu cung này, và điểm thứ ba là cái điểm kết thúc của cái cung đó. Thế mọi người hiểu không? Đây mình sẽ vẽ mẫu cho mọi người cái loại thứ nhất ha. Thứ nhất này là mình xác định tâm trước này, rồi tâm rồi kéo ra. Kéo ra thì mọi người thấy có một cái đường tròn không, nhưng mà không phải là mình vẽ đường tròn nha, mình vẽ cung. Thì điểm đầu tiên mình sẽ xác định ở đâu đó, mình tích chuột vào đây là điểm đầu tiên đi ha. Rồi mình muốn vẽ một cung á như thế nào đó thì mình sẽ xoay, ví dụ cung qua phía bên phải thì mình sẽ xoay cái đường tròn này qua phía bên phải. Rồi muốn vẽ cung qua bên trái thì mình sẽ xoay qua bên trái, mình xoay cung chiều hoặc là ngược chiều. Khi nào mà nó hiện lên cái cung mà mình muốn vẽ thì mọi người dừng lại ha. Đây đó, đây ha. Rồi muốn vẽ ngược lại hay là sao đó, cung chiều hay cung ngược chiều kia ngũ hổ thì mọi người đưa chuột theo cái chiều đó ha. Rồi đến đây mọi người có thể là muốn ngắt cái cung này thì mọi người tích chuột vào thì nó sẽ tự động nó ngừng lại. Đó là cái cách vẽ cung, cách vẽ cung ha. Loại thứ nhất là điểm, đây điểm đầu tiên là điểm tâm này, điểm thứ hai là điểm bắt đầu, điểm thứ ba là điểm kết thúc của cung. Rồi đó là cái loại thứ nhất. Còn cái loại thứ hai, loại hai này nó chỉ có hai điểm thôi, chỉ có hai điểm thôi này mọi người. Đây loại thứ hai này nha, có hai điểm thôi. Thì cung này là vẽ hai điểm nhưng nó sẽ có một cái điều kiện, đó là trước cung này nó sẽ có một cái đường thẳng. Nó sẽ có một cái đường thẳng, thì cái cung này được sinh ra nó sẽ tiếp tiến với cái đường thẳng này, tiếp tiến với cái đường thẳng mà nó đã có ở trước á. Đấy nên là nó có chỉ có hai cái thôi, nó chỉ có hai điểm thôi chứ không cũng giống ba điểm như cái trường hợp thứ nhất ha. Đấy thì ở đây mình sẽ chọn cái loại thứ hai cho mọi người xem này. Trước khi chọn loại thứ hai thì mình sẽ vẽ một cái đường thẳng trước ạ. Đây một cái đường thẳng như thế này nha.
À, rồi bây giờ mình sẽ chọn cái loại thứ hai. Cái loại thứ hai nha, đây. Đó. Đó. Tự động nó tiếp tiếng cho mình này, nó có một cái ràng buộc tiếp tiếng ở đây này, mình có thấy không? Mình sẽ zoom nó lên này. Đây, tiếp tiếng này. Tự động tiếp tiếng cho mình nha, tiếp tiếng tại cái vị trí đó luôn, tại vị trí mà mình tích luôn ha, tích chuẩn luôn. Đó là cái loại thứ hai. Rồi, cái loại thứ ba. Loại thứ ba này là nó quay trở lại là xác định bởi 3 điểm. 3 điểm, nhưng mà cái loại này nó khác so với cái loại thứ nhất nha. 3 điểm này không giống đâu. 3 điểm này á, thứ tự của nó, điểm đầu tiên là điểm bắt đầu của cung á, điểm thứ hai là điểm kết thúc của cung này, và điểm thứ ba là nó sẽ xác định cái độ rộng của cung này, xác định cái bán kính của cung này là lớn hay nhỏ là do điểm số 3 quyết định. Đó. Đây mình sẽ vẽ mẫu nha. Đây, điểm đầu tiên, điểm cuối cùng này, và đây điểm số 3 này, điểm số 3 mình rơi chuột này, ra quyết định cái bán kính của cung này, mình thấy không? Đó, muốn to thì mình kéo ra to, muốn nhỏ thì mình kéo thu lại nhỏ. Đó, muốn nhỏ mình thu lại nhỏ như thế này. Được không mọi người? Đó, mình thấy chưa? Thì sau khi mình kéo ra rồi thì mình sẽ tích chuột. Đấy, lại này, 1 này, 2 này, 3 này, 1, 2, 3, 1, 2. Có thể vẽ cung nhỏ như này cũng được này, 3 này, đó, được không mọi người? Đó là ba cái loại vẽ cung nha. Ba cái loại vẽ cung. Tiếp theo cái loại vẽ cung á là mình sẽ học polygon nha. Lần tiếp theo là loại polygon. Đây. Polygon này là một cái đa giác đều á mọi người. Đa giác đều là sao? Đa giác đều là nó có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Ví dụ như là tam giác đều nè, là tứ giác đều. Và tứ giác đều là hình gì mọi người biết không? Tứ giác đều là hình vuông. Đó. Rồi ngũ giác đều, lục giác đều gì đó. 7 8 cạnh gì đó ha. Mọi người sao là có các cạnh đều bằng nhau á, là mình sẽ sử dụng cái lệnh là polygon này để vẽ nha. Polygon. Đấy. Đối với cái lệnh polygon này nó cũng có một số bài tập nha mọi người. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cái phần lý thuyết trước nè, và tí nữa mình sẽ qua bài tập cho mọi người. Rồi, đây là lệnh polygon nha, biểu tượng nó như thế này nè. Nó có một hình lục giác này. À, giống như hình lục giác vậy đó. Đây nha. Đây mọi người chọn vào polygon. Polygon nè. Và cái option for construction này nè, là khi mình tích vào thì cái hình mình vẽ ra nó sẽ là những cái đường nét đất ha. Khi nào mình cần chuyển về cái for construction thì mình tích vào. À, rồi cái ô parameter ô này này, number of side này là mình nhập số cạnh, số cạnh của cái đại giác đó. Ví dụ như là 3-4 cạnh gì đó ha, thì đây mình đang chọn là 6 cạnh này mọi người. Đó, 6 cạnh. Rồi tiếp theo cái option inscribable circle. Inscribable circle là sao? Inscribable circle á, đây này mình đang chọn vào inscribable circle nha, thì mình vẽ ra cho mọi người thấy này. Mọi người thấy gì không? Inscribable circle là cái khi mà cái lục giác này nó được sinh ra thì nó sẽ có thêm một cái đường tròn phía bên trong này, nó nằm nội tiếp cái lục giác. Nó có nghĩa là lục giác nằm ngoại tiếp đường tròn á. Đó, hai cái nó hơi bị ngược xíu, bị ngược xíu nên là ngược chuối nha. Nè, đường tròn là nó nội tiếp đa giác, còn đa giác này là ngoại tiếp đường tròn. Đó là cái chế độ là inscribable circle, là cái đường tròn nằm trong. Mình nói cho nó nhanh ha, đường tròn nằm trong. Rồi bây giờ nếu như mình chọn circumscribable circle là sao? Là cái đường tròn bây giờ nó sẽ chuyển ra bên ngoài. Đó, nó không còn nằm trong nữa, mình nói là nằm ngoài, đi qua các đỉnh này. À, đi qua 6 đỉnh của cái lục giác này. Đây là hai cái option như thế này ha, mình muốn chọn cái nào mình chọn. Đó. Mình chọn nào chọn. Rồi mình muốn là năm cạnh thì mình nhập vào năm. Đó thì nó sẽ chuyển về năm. Tại vì nó đang bắt cái hình này này, nên là nó còn di chuyển được. Chứ nếu như mình đã ok rồi á, mình ok mình thoát ra rồi á thì nó không có sửa được nữa, mà nó sẽ cho về vẽ cái hình mới nè. Đang năm này mình muốn lên 8 thì mình nhập vào 8, enter. Đó thì nó sẽ xây lại 8. Nhớ là inscribable circle là cái đường tròn nằm bên trong cái đa giác. Rồi còn circumscribable circle là đường tròn nằm ngoài ha, đường tròn nằm ngoài đa giác. Đó. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Hướng dẫn cho mọi người một cái bài tập nha. Một bài tập. Đây.
Những cái bài nào mà có chữ BOL này là sử dụng polygon nha. Đây, mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Đây là tam giác này. Tam giác. Rồi đây là ngũ giác. Đây là lục giác nha. Đó. Rồi còn cái này là cái lệnh mới rồi, lệnh khác rồi. Thì đầu tiên mình sẽ làm cái bài đầu tiên luôn cho mọi người ha. Bài này. Bài này mọi người thấy chưa? Này là nó sẽ vẽ ra một cái tam giác. Đấy, và cái tâm của tam giác này nó nằm ngay tại góc tọa độ luôn. Rồi. Và cái đường tròn, mọi người để cái đường tròn này nè. Nó đang nằm nội tiếp cái tam giác này thì mình chọn chế độ gì? Có phải là inscribe circle không? Đó. Thì đây mình sẽ vẽ lại nha. Mình sẽ tắt cái file này đi. À, coi như mình xóa hết những cái này, những cái nãy giờ mà mình vẽ. Mình sẽ vẽ lại. Đây được chưa? Rồi mình sẽ chọn mặt top nè, sketch. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái lệnh là polygon. Polygon rồi. Mình sẽ nhập vào đây. Là ba cạnh đó, ba cạnh tạo cái tam giác mà. Tam giác là ba. Rồi. Mình sẽ tích vào tâm và mình kéo nó ra. Kéo ra, mọi người thấy cái đỉnh này không? Mình kéo ra một đỉnh này, mình muốn đặt ở vị trí nào mình đặt ha. Đây, đặt khá mình đặt ở chỗ này đây. Chỗ này ha. Đó, vẽ ra một cái tam giác như thế này. Rồi nhớ chọn là inscribe circle để cho cái đường tròn này nó nằm trong nha mọi người. Nằm trong nha. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái cạnh này. Cạnh này nó đang là một cái thẳng đứng nè, mọi người thấy không? Đang là một thẳng đứng. Hoặc là mình vẽ thêm một cái đường centerline này này. Nói từ cái tâm này, à từ góc tọa độ này ra cái trung điểm của cạnh này. Đó, trung điểm cạnh này. Rồi mình ràng buộc cái cạnh này nằm ngang. Đó. Hai cách cách nào cũng được. Ở đây mình sẽ cho cái vẽ thêm một cái đường centerline nha. Nối từ cái tâm này, có thể là nối qua cạnh này cũng được này. Nối qua trung điểm này. Khi mọi người đưa chuột vào cái cạnh này, gần gần cái trung điểm á thì nó sẽ bắt trung điểm nha mọi người. Được chưa? Đó, nó bắt trung điểm rồi, mọi người nhấn escape để thoát lệnh. Đây, nó đang có một cái hình như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ ràng buộc cho nó. Là cái cạnh này có phải nằm ngang không? Nằm ngang không? Đây, cho nó nằm ngang. Thì cái hình tam giác của mình nó sẽ lật lại. Đó, nó lật lại như thế này. Rồi cuối cùng là mình sẽ ghi kích thước vào thôi. Cạnh này, cạnh dài này nè, là 150. Đây đúng rồi. 150 nhập vào. Smart dimension này. Nhập vào từ bàn phím 150. Đó. Là xong ha. Sau khi mình hoàn thành xong thì cái hình của mình, những cái cạnh này nó đen lại hết. Và dưới này có chữ fully defined. Fully defined là hoàn thành nha. Còn khi nào mà nó hiện chữ under defined là chưa xong. Nó vẫn còn thiếu ràng buộc hay là thiếu kích thước nào đó nha. Đây là bài số 1. Rồi các bạn số 2. Bài số 2 thì nó cũng tương tự thôi. Nhớ là cái cạnh này nè, cạnh mình vẽ thêm nè bằng cái đường centerline này là nằm ngang nha. Rồi để mình ghi kích thước cái cạnh này, góc này là 30 độ. Này cũng tương tự thôi. Nhưng mà cái góc tọa độ nó là bây giờ là cái đỉnh ha. Đỉnh của tam giác chứ không còn là tâm nữa. Đó, cạnh này cũng nằm ngang và góc này là 100 độ. Tương tự thôi. Này cũng vậy luôn. Này là nằm đỉnh nè, góc nằm đỉnh nè. Nhưng mà hình này là hình ngũ giác nè. Này nữa, ngũ giác luôn. Này lục giác. Đó, có một vài bài như thế này. Thì qua đến buổi học ngày hôm nay là bài tập bắt đầu dọn dẹp cho mọi người làm đó. Tiếp theo sẽ là một cái lệnh, đó là slot. Slot nè mọi người. Là sẽ rảnh nè. Đây lệnh này cũng rất là quan trọng nha. Đây cái bài này ok thì mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ tạo một cái sketch mới cho mặt drive đi. Mỗi lần mình sẽ tạo một mặt khác nhau. Đây là cái loại slot của mình. Nó có tên là straight slot ha. Mình gọi tắt là slot cho nó nhanh. À, khi mình tích vào cái loại slot này thì nó sẽ có 4 loại. À, slot 4 loại ha. Không phải là nó chỉ có slot thẳng nha mọi người, mà nó còn có slot cong nha. Slot cong. Đây nó sẽ có 4 loại cho mình, 2 thẳng và 2 cong. À, mình sẽ đi từng loại luôn. Loại đầu tiên là nó sẽ được, cái rảnh slot này nó sẽ được xác định bởi ba điểm. Điểm đầu tiên nè là điểm tâm nè, tâm của cái cung này, con phiếu này. Và điểm thứ hai là tâm, cũng là tâm của cung kia luôn. À, là hai điểm này là nó sẽ xác định được cái chiều dài của cái rảnh slot đó. Rồi đến điểm thứ ba là bán kính, nó kéo ra bán kính của cung. Cái điểm thứ ba này là nó sẽ xác định được là cái độ rộng của rảnh slot là như thế nào. Đó, cái chiều dài, cái chiều rộng ha. Ba thứ tự là ba cái này, ba điểm này thì mình sẽ chọn vào ba điểm ha. Mình chọn loại thứ nhất này,
nó sẽ tích vào tâm này, từ tâm này này kéo ra đây. Đây là chiều dài này, đây là mình đang xác định chiều dài của đỉnh số đó này, đúng không? Điểm thứ hai này. Rồi bây giờ mình sẽ kéo ra điểm thứ ba. Điểm thứ ba này á là quyết định cái độ rộng của đỉnh slot. Đỉnh slot hẹp hay là rộng là do điểm số 3 này quyết định này. Đây mọi người thấy không? Đó, đây, kéo ra. Nhỏ lớn gì đó thì mình kéo ra nha. Đây, đây là một đỉnh slot. Đó, đó là loại thứ nhất, vẽ nha. Đây. Đó, kéo ra như thế này. Đây. Kéo ra hoặc là xéo cũng được luôn, xéo cũng được này. Đó, không nhất thiết phải là nằm ngang hoặc là thẳng đứng nha, là xéo xéo cạnh xéo góc là được. Đó. Rồi. Đây là loại thứ nhất này. Còn cái loại thứ hai, đây loại thứ hai là loại này. Loại thứ hai á nó cũng được xác định bởi ba điểm. Ba điểm nhưng mà nó không lấy là cái độ dài của đèn slot nữa mà cái điểm đầu tiên nó lấy tâm của đèn slot luôn. Tâm luôn ha. Tâm xong rồi nó kéo ra cái điểm số 2 là một nửa cái chiều dài của đèn slot thì cái phía bên kia nó sẽ ngược lại á, giống như hôm trước mình vẽ cái lệnh midpoint line á. Đó, mình vẽ vào một bên và bên kia nó sẽ kéo ra đối xứng á. Đó. Và cái điểm thứ ba cũng là xác định cái độ rộng của đoạn slot này. Thì mình sẽ vẽ cái loại thứ hai cho mọi người xem. Đây nha. Tâm này, kéo ra này, kéo ra chiều dài này, rồi kéo ra bán kính. Đó, tâm kéo ra. Ra. 1 này, 2 này, 3 này, thấy chưa mọi người? Tâm này nha. Kéo ra chiều dài này. Rồi, kéo ra độ rộng này. Đó, 1 2 3. 1 2 3. Chưa? Rồi, đến đây. Ở chỗ này nè, nó có thêm một cái option đó là add dimension. Dimension này là kích thước nha mọi người. Là add dimension là ghi kích thước vào luôn, ghi kích thước vào khi mà mình vẽ cái slot này vừa xong thì nó sẽ ghi kích thước cho mình luôn. Đó. Đây là ở trong cái chế độ add dimension này nó sẽ có hai cái loại này cho mình. Đó, hai loại ghi kích thước khác nhau nha. Đây mình sẽ ghi tích vào cái add dimension và mình sẽ chọn cái loại đầu tiên. Đó là center to center. Nha, center to center là tâm đến tâm á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ này, mình sẽ vẽ này. À, mình chọn loại thứ hai nha. Tâm này, kéo ra này. Kéo ra cái độ dài này. Rồi, kéo ra độ rộng này. Thì nó mặc định nó lấy cho mình luôn, nó ghi kích thước cho mình luôn. Rồi nó ghi kích thước cho mình là cái độ dài này là bao nhiêu. Center to center có nghĩa là từ tâm này quay đến tâm. Đó là 2.53.4.50 nè. Đó. Rồi cái này là cái đường kính cũng như là cái độ rộng của đỉnh slot đó. Nó tự ghi cho mình luôn. Đó, khi mà mình chọn chế độ là add dimension. Do. Đây lại này. Đó, tự ghi kích thước luôn. Khi mà mình cần kích thước bao nhiêu thì mình sửa lại. Mình sửa số lại thôi. Mình không cần phải là vẽ slot xong rồi mình mới ghi kích thước. Đó là cái loại ghi kích thước thứ nhất ha. Đây mình chuyển qua loại thứ hai. Loại thứ hai á là nó sẽ không lấy tâm nữa mà là overall length là cái chiều dài nhất của đoạn slot là lấy từ cái mép này qua đến cái mép này. Đó nó khác nha. Nó cộng thêm cái đường cái độ rộng nữa. Từ cái center to center nó cộng thêm cái độ rộng nữa là nó mới ra cái hai cái mép này ha. Bây giờ hai cái mép này. Còn cái độ rộng này á thì nó vẫn giữ rồi, vẫn giữ, nó không thay đổi gì hết. Hai cái này nó khác nhau thôi. Rồi. Đó là cái loại thứ nhất và loại thứ hai. Cũng như là cái option là add dimension. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ qua cái loại thứ ba là slot cong. À, slot cong. Rồi mình sẽ chọn loại thứ ba và mình zoom nó lên cho mọi người xem. Đây nha mọi người. Đây nè. Đây là cái loại slot cong. Thì trước khi vẽ một cái loại slot cong á, cái này nó sử dụng cái nguyên lý vẽ cung á mọi người. Cung á là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Thì ba điểm đầu tiên này nó tạo ra cái cung trước. Cái cung này cũng như là cái đường tâm của slot á, slot cong á. À, bán kính bao nhiêu hoặc là độ dài bao nhiêu á thì cái cung này nó xác định. Rồi cái điểm thứ tư này là nó xác định độ rộng của đoạn slot ha. Đấy. Thì lúc nãy mình cho mọi người học cái lệnh add trước rồi bây giờ mình học cái loại slot này là nó sẽ áp dụng vào đây này. Cái loại thứ ba này á. Đây này. Thấy chưa? Đầu tiên là mình sẽ tích vào cái điểm bắt đầu đoạn slot này đến cái điểm kết thúc nè. Sau đó điểm thứ ba là cái điểm xác định cái độ cong của đoạn slot này là bao nhiêu ha. Ok không, tích điểm thứ ba nè. Rồi điểm thứ tư là mình kéo nó ra tạo ra cái độ rộng của đoạn slot.
Đó, tại vì mình đang tích vào cái OS Dimension nên là nó ghi kích thước rồi. Đối với cái rãnh slot trong thì nó sẽ ghi kích thước khác với cái rãnh slot thẳng, là nó có ngoài cái nó chỉ giống nhau là cái độ rộng của rãnh slot thôi. Còn cái đối với cái slot trong á thì nó ghi cái bán kính này, cái bán kính của rãnh slot này, bán kính tâm á, bán kính và cái gấp gấp ha, gấp của rãnh slot này rồi lan gấp chứ không giống như bên này là lấy độ dài. Đó. Đây làm lại nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái Add Dimension đi và mình bắt đầu mình vẽ điểm đầu tiên, điểm cuối cùng. Rồi xác định cái này là cái bán kính á, xác định cái bán kính cái độ rộng á. Rồi để kéo ra độ rộng này, độ rộng của rãnh slot như này được chưa? Đó. Đó là cái lỗi thứ ba. Còn lỗi thứ tư, cái lỗi thứ tư này thì cái nguyên lý nó giống như là cái lần hạt mà cái lỗi đầu tiên thôi. Đây đầu tiên không từ từ tâm này, đây là xác định tâm trước này, giống như cái lệnh hạt đầu tiên đó mọi người. Đó, tâm trước rồi ra điểm đầu tiên của cung, rồi kéo ra điểm kết thúc cung, nó sẽ một kéo ra cái độ rộng của rãnh slot này. Đó. Cái loại thứ ba này là nó giống như cái loại thứ ba của cái lệnh hạt, còn cái loại này thì nó giống như cái loại đầu tiên của lệnh hạt. Đây nha, mình chọn loại thứ tư này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn này tâm ở điểm đầu tiên, sau đó mình sẽ xoay xoay trục của mình ha, xoay trục mình, ví dụ như mình muốn vẽ cái rãnh slot nó cong bao nhiêu đó, độ dài nó bao nhiêu đó thì mình sẽ rơ chuột theo ha, rơ chuột theo đây điểm này rồi kéo ra đây đó, tích vào OS Dimension vẽ lại một này, hai này, ba này, bốn này, thấy chưa, nó đi cung luôn này, nó đi kích thước này, mình muốn bao nhiêu đó thì mình sửa lại vậy nha mọi người. Đó là cái phần lý thuyết. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần bài tập. Bài tập nó cũng có cho mọi người luôn, slot luôn. Đây. Đây là slot này. Slot này thì đơn giản quá rồi. Đúng không? Chỉ cần vẽ cái rãnh slot này thôi, đừng vẽ đi qua tâm, đừng vẽ đi qua cái góc và độ, xong rồi mình ràng buộc góc và độ này thôi. Thì theo mọi người á, cái bài tập này thì mình sử dụng cái loại thứ mấy? Cái rãnh slot loại thứ mấy? Theo mọi người thì sử dụng cái loại bao nhiêu? Loại 1 hay là loại 2, 3, 4 gì đó. Cái trường hợp này nè là sử dụng cái loại thứ thứ hai, loại thứ hai nha, chứ không phải loại thứ nhất nha. Đây nè, loại thứ hai là nó lấy tâm nè, lấy tâm slot nè. Còn loại thứ nhất là nó lấy không, nó không phải lấy tâm mà là nó lấy cái biên ngoài nè, cái cung nè, tâm của cung chứ không phải là tâm của loại slot. Đó. Phải phân biệt được nha, hai loại khác nhau á. Đối với cái bài này thì phải chọn loại thứ hai nha, từ tâm kéo ra đây thì phía bên này nó sẽ kéo dài ra. Rồi đây nữa nè, đây là một cái bài slot trong. Đó, slot trong ha. Đây mình sẽ vẽ mẫu cho mọi người một bài đây. Mình chọn cái bài này để mình vẽ mẫu cho mọi người ha. Đó. Đối với cái bài này thì mọi người nghĩ là sử dụng cái loại thứ mấy? Bài này nha, bài này nè, sử dụng thứ mấy trong trong bốn cái loại này? Rồi đúng rồi, bài này là sử dụng loại thứ tư nha. Và bây giờ mình sẽ làm mẫu cho mọi người cái loại này. Chưa? Đây mình thoát nó đi này. Rồi chọn lại mặt front. Đó, mỗi lần mình chọn một mặt nha. Đây, loại thứ tư là mình xác định cái tâm cung trước này. Rồi điểm này, rồi kéo qua điểm này. Đó, rồi kéo ra cái độ rộng nó thôi. Đơn giản chủ yếu là mình ràng buộc, mình ghi kích thước làm sao đó cho nó đen cái hình lại là được ha. Đó. Đây mình sẽ chọn lại slot này. Rồi chọn loại thứ tư. Có thể mình bỏ Add Dimension đi. Làm tích vào cũng được luôn. Đó, mình chọn tâm này, kéo xuống đây, cố tình mình ràng buộc cho nó thẳng đứng nè, đây này, đó, rồi mình kéo ra đây, đây nha, kéo ra đây, hôm nay này, rồi kéo ra cái độ rộng, đó, như này nha, rồi mình chỉ cần sửa lại thôi, số này là 300, R300 này, mình nhập vào R300, đó, khi mình nhập vào nó nhảy kích thước này, thì mình kéo nó ra, kéo ra nha, đây kéo ra, cái này là 80, nhập vào 80, đấy, rồi tiếp tục, cung này bao nhiêu, à cái độ rộng này bao nhiêu, 90 nè, nhập vào 90, đấy, cái này cho, như này mà nó vẫn còn xanh, làm sao, chỗ này còn có một cái đường CT-Line này, từ đây nối qua tâm này, đó, mình làm buộc, vẽ thêm vào tâm này, nó qua tâm này
Rồi mình cho cái đường đây, chỗ này nó chưa có bắt nào mọi người, điểm này nó chưa bắt với cái điểm này, nên là mình sẽ cho hai điểm này giao lại với nhau nữa là ok. Đó, giao lại với nhau nữa thì nó sẽ đen cái hình của mình này. Đó. Điểm này nhớ là giao với cái đường centerline này nha, centerline này phải thẳng đứng này thì cái hình của mình nó sẽ đen lại. Đó, đó là xong cái bài này. Rồi tiếp theo bài này cũng đơn giản, mọi người tự làm bài này cũng vậy. Đây có cái bài này, bài này ha. Bây giờ mọi người làm cho mình cái bài này đây, làm bài này nha mọi người, 3 phút cho mọi người. Rồi ok, sửa ha. Đây bài này cũng đơn giản, chủ yếu là mình ràng buộc. Đây mọi người chú ý nha, mình ai mà làm xong rồi thì có thể là làm bài bài khác. Đây mình sẽ sửa cho đồng chí ha. Đây em chọn mặt friend nha. Đó, đối với cái bài này thì đầu tiên là nó sẽ có một cái chữ nhật này, là mình sẽ thấy là cái slot này nó sẽ nằm trong cái hình chữ nhật này đúng không, và những cái vị trí này chú ý nè, những vị trí này em phải biết ràng buộc là tiếp tuyến thì nó mới được nha, nó mới tiếp tuyến nè. Đấy đây mình sẽ vẽ trước cái hình chữ nhật trước, mình ghi kích thước hình chữ nhật trước đã, rồi mình vẽ slot trong cái hình chữ nhật này nha. Đấy bây giờ mình sẽ vẽ hình chữ nhật, rồi chọn là thứ nhất nha. Đây kéo vào đây. À, kích thước bao nhiêu ghi vào 600 và 170. Ở đây ghi kích thước 600 nha. Rồi đây 170. Đó, trong cái hình chữ nhật này rồi mình mới tiến hành mình vẽ slot. Thì cái slot này em vẽ cái loại nào cũng được luôn. Miễn sao là mình vẽ nó nằm bên trong mà. Nó nằm bên trong cái hình chữ nhật này nè. Đó là được ha. Rồi mình ràng buộc lại sau. Đây, có thể là mình vẽ cái loại thứ ba này. Đó, để em xác định cái đoạn slot nào đó. Đây đi. Đó, vẽ nhỏ như này cũng được nè. Không nhất thiết phải vẽ lớn ha. Những cái này nó có kích thước rồi thì nó lỡ cái kích thước thì mình xóa đi. Lúc này anh quên nè. Đây cần chọn Z lại. Muốn chờ anh đâu quá là bấm cần chọn Z nha, cần chọn trọng phim Z. Bỏ kích thước đi. Đây. Vẽ lại nè. Này nha. Đó, vậy như này rồi bây giờ mình mới tiến hành mình ràng buộc. Mình ràng buộc nó. Những cái vị trí này là tiếp tuyến nè. Ràng buộc ha. Khung này, đúng không? Khung này. Với cạnh này là tiếp tuyến. Khi mà ràng buộc thì em nhớ nhấn giữ Ctrl nha, nhấn giữ Ctrl. Chọn hai đối tượng là phải nhấn giữ Ctrl. Tiếp tuyến. Đó. Rồi tiếp tục. Khung này này. Với cái cạnh này cũng tiếp tuyến luôn. Đó, rồi. Phải khung này không? Với cạnh này. Tiếp tuyến không? Đó. Rồi tiếp tục con này. Cái cạnh này. Tiếp tuyến luôn. Đó. Rồi. Cung chân này. Với cạnh chân này. Cũng tiếp tuyến luôn. Đây, được chưa? Rồi. Sau khi mình ràng buộc tiếp tuyến xong rồi, mình mới ghi kích thước. Chỗ này 80 nữa thôi. Kích thước giữa hai cung này là 80. Đó, mình ghi kích thước này. Chọn một cung. Hai cung. 80 nhập vào. Là ok. Đó, đen cái hình rồi. Fully defined. Này được chưa? Rồi ok. Hiểu rồi thì mình sẽ qua một cái lệnh mới nữa nha. Lệnh mới. Nó là cái lệnh FBline. FBline này thì nó cũng đơn giản thôi. Này để vẽ đường cong thôi mọi người. Đó, không có gì hết. Cái này là ở cái chương trình cơ bản mình để giới thiệu thêm thôi. Còn cái môi trường mà sử dụng nhiều cái lệnh FBI này á là về surface, những cái đường cong nữa, những cái chi tiết mà cong thì sẽ sử dụng FBI. Thì FBI nó đơn giản, mọi người tích chuột đến đâu thì nó sẽ tạo ra đường cong đến đó thôi. Đó, tạo ra đường cong này này nè. Đó, cái này mình cũng có thể ghi kích thước được nha, mình ghi kích thước được, nhưng mà ghi kích thước cái đường FBI này rất khó. Đó, khi mọi người tích vào FBI này mọi người thấy không, mọi người thấy những cái dấu mũi tên này không? À, đây là giống như những cái vector phát tuyến tại ngay cái vị trí điểm mình tích chuột này. Nhưng mà là mình muốn thay đổi cái góc này đó, thay đổi góc này thì mình sẽ đưa chuột vào cái dấu hình thoi này mọi người. Đưa chuột vào dấu hình thoi này. Mình kéo. Đó, góc bao nhiêu đó. Mình kéo ha. Kéo này. Mọi người thấy không? Đây. À, kéo thì cái SBLine của mình nó sẽ thay đổi ha. Rồi còn cái chiều dài của vector thì sao? Chiều dài của vector thì mình đưa chuột vào cái điểm điểm đầu này. Kéo dài nó ra thì
cái chiều dài nó sẽ khác, và bây giờ cái FB Line này nó cũng khác luôn. Đó, ghi kích thước thì mọi người sẽ ghi như thế này. Đây ví dụ như đây là một cái đường giống đây ha, đường giống kích thước này, đường này làm ngang này. Và mình muốn ghi kích thước của cái vector này gấp là nó hợp bao nhiêu á thì mình sẽ chọn Smart Dimension. Rồi, mình chọn cái dấu hình thoi này nha, hình thoi này là gấp, còn cái điểm ngoài này là chiều dài vector nha. Đây, dấu hình thoi này với cái cạnh ngang này hợp với gấp bao nhiêu, 60, nạp vào. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo muốn ghi cái chiều dài vector này bao nhiêu thì tích vào cái độ dài này, rồi kéo ra bên ngoài này này, để ra bên ngoài này, nhập vào là ví dụ như là 200 cho nó ngắn lại ha, 200 đó thì nó sẽ lui lại còn tí xíu này. Đó, được chưa? Thì mình ghi hết đầy đủ những cái vector này thì cái đường FB Line của mình nó sẽ đen lại, nhưng mà phải ghi qua góc tọa độ nha. Hiện tại đây là mình ghi mẫu thôi nên là mình chưa ghi qua góc tọa độ. Đó là cái FB Line. Và tiếp theo FB Line sẽ là clip nha mọi người. Đây mình tạo một cái mặt mới luôn cho mọi người xem. Mày mặt top nha, chọn sketch thì nó sẽ đưa vào cái hướng nhìn vuông góc với mặt top. Đó, và mình muốn vẽ gì đó thì mình vẽ lên đây. Bây giờ mình sẽ chọn là clip, thì là clip. Nó cũng đơn giản theo luôn, chỉ cần xác định tâm cái chiều dài và cái chiều rộng của clip là được. Ha, đây cho cái tâm này, tâm ngay góc của độ luôn, rồi kéo ra cái độ dài clip này, rồi cái độ rộng clip này, đó. Chỉ cần tích chuột 3 lần ha, 3 lần là xác định được cái clip. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Có thể là 1, 2, chạy clip đứng luôn, 3. Đó, cái nào cũng được ha. Thì đến đây nè, nó sẽ có một cái trường hợp cho mọi người. Đây là hiện tại mình đang vẽ clip đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn cho mọi người xem. Đây là một cái đường tròn. À, trong cái quá trình vẽ của mọi người á, nhiều bạn mới á, thì cầm chuột còn chưa quen tay, còn lập bập á, có thể mọi người sẽ gặp cái lỗi này. Mọi người vô tình mọi người giữ con lăn chuột, nhắn giữ con lăn chuột và mọi người xoay. Đó, mọi người xoay, nhắn giữ và xoay. Thì bây giờ mọi người thấy cái hình tròn á, nó chuyển về thành hình elip không? Là tại vì sao mọi người biết không? Tại vì lúc nãy mình vẽ là mình đang nhìn vuông góc với cái mặt phẳng mà mình chọn. À, còn khi mọi người nhấn giữ chuột giữa, mọi người xoay đi đâu đó, di chuyển đi đâu đó, thì cái mặt đó nó sẽ bị xoay theo, nó bị nghiêng bao nhiêu độ đó, nó lệch đi, chứ nó không còn vuông góc nữa. Nên là cái hình tròn bây giờ mình thấy nó là hình elip. Đó. Rồi, cách này bây giờ mình làm sao? Đây, cái dấu hiệu nữa là mọi người thấy cái góc tọa độ bây giờ nó không còn là thẳng đứng như lúc đầu nữa, nó không còn thẳng đứng như vậy nữa, mà nó nằm nghiêng, nằm xéo này. Đấy, mọi người thấy không? Nó tạo ra một mặt phẳng này. Đó, mà giờ mặt phẳng này nó bị xoay này. Khi mình nhấn giữ chuột giữa thì mặt phẳng nó bị xoay như thế này. Đó, giờ mình làm sao mình đưa lại vuông góc? Không thể nào mà mọi người tự chỉnh bằng mắt như thế này hết ha. Không thể nào mà chỉnh dài hết. Để mà chỉnh á thì mọi người sẽ bấm tổ hợp phím trên bàn phím á, là Ctrl, cầm số 8, Ctrl 8 nha. Thì nó sẽ đưa về cái hướng nhìn vuông góc với cái mặt phẳng mình đang vẽ. Nó đưa về vuông góc mà mình muốn vẽ gì đó thì mình vẽ tiếp ha. Nhớ là Ctrl cộng số 8. Hai phím ha, Ctrl và 8. Đó, thì nó sẽ đưa về vuông góc nha. Nếu như mình bấm Ctrl 8 một lần nữa thì nó sẽ đưa về cái hướng nhìn là từ ở sau tới ha. Ctrl 8 lần đầu là hướng nhìn là từ ở trước ra. Từ trước ra nha. Rồi, nếu mà Ctrl 8 một lần nữa là nó sẽ đưa mình hướng nhìn là từ ở sau nhìn tới. Đó. Đây là cái lệnh elip ha. Rồi, trên này là các lệnh này cũng ok hết rồi. Còn cái lệnh test với cái lệnh boy này á, là trong quá trình học á, khi nào mà sử dụng thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Cái này mình sẽ cho qua. Rồi, đó là mình xong cái phần kiến thức buổi số 1 rồi đó. Những cái bài tập này thì về nhà mọi người làm hết cho mình nha. Đó, làm hết vào. Rồi, làm hết nha. Có bao nhiêu bài đây? Rồi, bây giờ qua buổi số 2 nè. Buổi số 2 nha. Buổi số 2 thì mình sẽ học ít hơn, có hai lệnh thôi. Đây, thứ nhất là cái lệnh Line Tension, cái chức năng Line Tension này á, là có một số bài tập như thế này. Đây, giống như hình bông hoa này. Đây, một số bài tập như thế này ha. Đó, lúc nãy mọi người tải về á, bên trong mọi người tải về rồi á. Line Tension là gì? Line Tension á là từ một cái đường thẳng mình có thể vẽ ra cái đường cong.
đây là một người ví dụ như một cái bài như thế này ha, một cái bài như thế này đi. Mọi người đã tin là mình sử dụng một cái lệnh line thôi mà mình vẽ ra cái hình này không? Đó, một lệnh line thôi ha, vẽ ra hình này. Những cái bài này là đều sử dụng một lệnh line hết để vẽ ra luôn. Đó. Thì cách vẽ nó sẽ như thế này, vẽ như thế này nha. Từ lệnh line mình có thể là vẽ được cung đây nha. Rồi bây giờ mình vẽ, hướng dẫn vẽ cái hình này luôn nha. Hình này đây là cái góc nó nằm chỗ này, góc này chỗ này ha. Thì mình sẽ vẽ cái đường line là từ đây, từ điểm này về góc đây, rồi mình tiến hành mình vẽ các cung này. Mà mình chỉ cần sử dụng một lệnh line thôi, mình không cần sử dụng lệnh add ha, vẽ cung nhưng mà không cần sử dụng lệnh add. Đó là chức năng line tension, là bắt tiếp tuyến. Tension là tiếp tuyến nha. Đó, tiếp tuyến của đường line. Đây mình sẽ chọn lệnh line này, rồi mình giấu làm sao đó cho cái điểm này nó ngang với cái góc của độ này, tích chuột, hiểu rồi đây. Đó. Rồi bây giờ là sao để mình chuyển qua cung. Cách chuyển qua cung thì mọi người sẽ đưa chuột ra bên ngoài. Khi mà mình đưa chuột ra bên ngoài là nó cho mình vẽ tiếp này, vẽ tiếp lệnh line này, đúng không, mọi người thấy không? Nhưng mà bây giờ mình muốn vẽ cung thì sao? Muốn vẽ cung thì mọi người sẽ đưa vào lại cái điểm cuối cùng này này, điểm vừa kết thúc á. Đến khi nào mà nó hiện lên cái ngay chỗ chuột của mình á, nó hiện lên cái hai cái biểu tượng là hai cái đường tròn nó đồng tâm với nhau và có cái nền màu vàng á, thì nó đang cho phép mình back cái lệnh line tension là cung này. Đó, nó cho phép mình back tiếp tuyến này, mọi người thấy không? Mọi người thấy là nếu mà tiếp tuyến này chưa đúng thì mình sẽ đưa vào lại mình back lại đây, đưa vào bắt lên đây. Bắt lên đây ha. Như thế này. Rồi đưa ra ngoài này. Ra ngoài rồi đưa vào lại là nó mới cho phép mình bắt cái tiếp tiếng ha. Đây mình vẽ cung này. Đó, rồi đưa ra ngoài, đưa vào lại. Rồi vẽ tiếp cung này. Chưa? Rồi đưa ra ngoài, đưa vào lại. Đưa lên đây. Rồi đưa ra, đưa vào. Nhớ là phải đưa ra thì nó mới đưa, rồi đưa vào lại thì nó mới cho bắt tiếp tiếng ha. Rồi điểm cuối cùng là mình sẽ cho phóng lên nhâm chuột phóng lên, đưa về góc tọa độ đây. Rồi mình vẽ đã khái phát thảo hình này ra trước rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ ràng buộc ha. Mọi người thấy là những cái điểm này này, hai điểm này nó ngang hàng với nhau, hai điểm này thẳng hàng, hai điểm này ngang hàng. Nói chung là những cái này từng cặp cạnh thẳng hàng và ngang hàng với nhau thì mình sẽ ràng buộc nó trước. Đây là điểm này với điểm này thẳng đứng với nhau đó. Điểm này với điểm này ngang hàng với nhau. Rồi điểm này với điểm này thẳng đứng với nhau. Đấy, điểm này và điểm này ngang hàng với nhau. Rồi tiếp theo là những cái cung này nó đều bằng nhau hết, là bằng R70, 8 nhân R70 là nó lấy một cung nhỏ như này đúng không? Hồi nãy mình vẽ là cung này là một này, rồi cả một cung lớn này là cũng là R70 luôn. Thì bây giờ mình không có lấy 8 nhân R70 nữa mà mình chọn từng cung luôn. Chọn từng cung, ví dụ cho con, mình sẽ chọn cung này. Đúng không? Mình chọn sạch ra hết những cái cung này là được rồi. Đây, đã đủ ha. Rồi mình sẽ ràng buộc cho nó bằng nhau. Đó, nó bằng nhau thì nó có nhảy nhưng mà không sao hết ha. Mọi người yên tâm, mình cứ ràng buộc từ từ thôi. Rồi, sau đó mình sẽ ràng buộc cho cái trung điểm của cung này. Trung điểm cung giao với góc tọa độ. Giao với góc tọa độ thì nó sẽ đưa về ha, đưa về giao đây. Đây là xong rồi này, tiếp tục của trung điểm của mày. Điểm của này ha. Đây. Giao với góc tọa độ luôn. Rồi, giao. Rồi, còn gì nữa, còn dịch chuyển không? Còn... Rồi. Nếu mà sẽ hết rồi thì mình sẽ ghi kích thước R70. Đó, R70 ha. Hình nó đen rồi, còn cái điểm này nè. Đây, mọi người chú ý nè. Nhiều bạn mà không để ý là sẽ thấy cái chỗ này, không thấy chỗ này nè. Chỗ này nó còn xanh nè, mọi người không thấy được ha, không thấy được. Với lại là dưới này nó có under define này, là nó chưa có hoàn thành xong cái hình của mình này. Thì mình sẽ ghi kích thước vào đây nữa cho nó hoàn thành xong ha. Kích thước là 120. Đây, chọn lại này, kéo ra 120. Đó, chưa là xong, đen hết, fully defined, xong cái hình này ha. Đó là chức năng line tension, là từ một cái lệnh line mình có thể vẽ ra được những cái cung ha. Đây lệnh line này, kéo ra đây. Đó, nếu đi tiếp là mình
mình vẽ line nữa. Rồi mình muốn vẽ cung thì mình đưa ra ngoài rồi mình đưa vào lại. Đó, để mình vẽ cung. Đây, cung này ha. Rồi tiếp tục muốn nữa thì đưa ra, đưa vào. Vẽ cung. Thì nó sẽ tiếp tiến ha. Cung sau nó sẽ tiếp tiến với cung trước. Đó, nó sẽ có nhiều cái tiếp tiến. Nhiều cái vị trí tiếp tiến ha. Như vị trí này cũng là tiếp tiến này. Đó, tiếp tiến ngò này. Như vị trí này cũng là tiếp tiến này. Rồi, có thể là nó sẽ tiếp tiến theo kiểu này. Hoặc là theo kiểu này. Nói chung là nó sẽ có nhiều vị trí tiếp tiến. Và mình sẽ đưa chuột theo cái vị trí mà mình muốn. Đó, được chưa? Đây là cái chức năng Lightation ha. Nó sẽ có một số bài tập như thế này. Thì về nhà cái này đó, để cho mọi người luyện tập thêm thôi. Luyện tập thêm ha. Mình chỉ cần sử dụng một cái lệnh line để mình vẽ thôi. Cái này là mình không có bắt buộc mọi người phải làm. Cái này để cho mọi người luyện tập thêm. Ai mà làm hết những cái bài kia rồi thì qua cái này. Cái này ha. Nhưng mà ít nhiều gì mọi người cũng phải làm được 18 bài thì mọi người cũng phải làm được 5 bài, 7 bài đó ha. Đấy, chứ mọi người đừng không phải là mình không bắt buộc là mọi người không làm là không được nha. Đó là chức năng Lightation. Rồi tiếp theo Lightation sẽ đến lệnh Trim. Nãy giờ là mình đi hết cái phần phía bên này ha, phần đám khung này rồi. Tiếp theo mình ra những cái lệnh chức năng. À, ví dụ như là Trim là xóa nè, cắt đây nè, bỏ này rồi offset nè, đấy rồi mirror nè. Đó, bây giờ mình sẽ sau khi mình ra những cái lệnh cơ bản, lệnh phát thảo cơ bản rồi mình sẽ qua đến những cái lệnh điều chỉnh, lệnh chức năng. Rồi, mình ví dụ như mình vẽ những cái đường thẳng này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái lệnh trim cho mọi người ha, mình giảng từng loại luôn. Đây, lệnh trim này là lệnh cắt nè. Mọi người chọn lệnh trim nha. Rồi, đối với cái lệnh trim nó sẽ có 5 loại, 5 loại nằm đây luôn. Đó là loại thứ nhất là power trim. Mình sẽ đi từng loại nha. Loại đầu tiên luôn, power trim. Power trim này là nó sẽ trim bỏ đi những cái cạnh nào mà con chuột mình nó quét qua. Quét qua power trim, thấy power là giống như sức mạnh này, năng lượng này. Đó, thì nó chuột mình nó quét qua đến đâu là nó sẽ trim bỏ đến đó. Ha, đây mình sẽ làm thử cho mọi người ha. Bây giờ mình sẽ tích chuột. Và mình quét không? Mọi người thấy không? Nó đang có một cái dấu giống như cái đường bút chì á, mình chưa tích, mình chưa chọn vào cạnh nào hết nên là nó chưa bỏ ha. Và bây giờ mình sẽ chọn cạnh này. Đó, mọi người thấy nó mắc không? Này. Đó, lên này. Trim đến đâu thì nó sẽ mắc đến đó. Rồi. Và cái phần mắc đi á là nó sẽ bị giới hạn là ví dụ như cái đường này, nó bị giới hạn vào cái đường này thì nó sẽ khi mà mình chọn chỗ này á thì nó sẽ mắc cái khúc này thôi. Đến cái phần giới hạn thì nó sẽ bị nó chỉ dừng lại chứ không phải là chọn cái này cái nó mắc hết cả cái đường này là không phải ha. Đến cái đường nào giới hạn thì nó sẽ bị mắc đi. Đây mình làm lại một lần này. Power trim nha. Rồi mình sẽ quét hết. Những cái chỗ nào mình quét qua thì nó sẽ bị mất, nó bị xóa đi. Để cho mọi người. Đó là power trim nha. Rồi. Tiếp power trim là gì? Tiếp power trim sẽ là corner. Corner nha. Corner này cái biểu tượng này mọi người. Mọi người để cho mình xíu nha. Đây, corner này là mọi người thấy hai cái giống như hai cạnh này nó giao với nhau à. Mọi người đừng có để ý là nó vuông góc. Mọi người cho nó giao với nhau là được rồi. Giao với nhau. Thì những cái chấm xanh này là những cái chấm tích chuột của mình. Khi mà mình tích chuột đầu này thì cái phần dao này nó sẽ được giữ lại. Hai cái đầu mình chọn nó giữ lại từ cái dao này sẽ đi xuống, đi qua như lại. Còn cái phần bên ngoài nó sẽ bị mất đi. Đó, nên lên nó sẽ như thế nha. Đây, mình sẽ chọn này. Mình chọn corner rồi đúng không? Thì hai cái đường này, mình thấy không? Hai cái đường màu cam này nó đang giao lại ngay chỗ điểm này. Bây giờ mình muốn xóa cái phần đầu này thì mình sẽ chọn phần trong, 1 nè, 2 nè, thì cái phần đầu này nó bị xóa đây, từ ngay cái điểm giao đó trở ra, được chưa? Đây, muốn xóa nè, 1 nè, 2 nè, thì phần đầu mắc luôn, à cái phần bên ngoài mắc, đấy, 1, 2, giờ không được, giờ nó không còn giao nữa, nên là không được, đây, ví dụ như đây ha, 1, 2, đó, phần đầu tiên nó mắc đi. Đó là corner nha. Corner là nó giao lại này, giao lại rồi cái phần ngoài là nó bị mất đi. Phần nào mình chọn là nó giữ lại nha. Rồi tiếp theo corner sẽ là trim away inside. Trim away inside là gì? Trim away inside là nó sẽ cho mình chọn là hai cái đường. Đây, biểu tượng nó như thế này. Đó, mọi người nhìn cái biểu tượng này mọi người hiểu ngay. Đây ha. Nó sẽ có hai cái đường giống này. Đó, nó sẽ chọn hai cái đường giống này. Thì khi mà mình chọn hai cái đường giống này làm cái giới hạn á thì mình chọn những cái đường khác mà nó giao với hai cái đường giống này thì cái phần bên trong nó sẽ bị loại bỏ hết
loại bỏ hết ra, mặc dù mình chọn bên ngoài là chọn bên trong gì đó thì nó sẽ loại bỏ hết luôn. Đây mình sẽ ví dụ cho mọi người xem ha. Chọn đồ giảm này, đây là một đường này, đây là hai đường này đó. Sau khi chọn hai đường này thì nó sẽ lấy những phần bên trong này, nó bỏ đi. Ví dụ như mình muốn bỏ cái đoạn bên trong này đó, mình chọn trong này thì nó sẽ tự bỏ phần giới hạn hai đường giảm này thôi. À, đây muốn chọn này bỏ rồi, bây giờ mình muốn bỏ bên trong nhưng mà mình chọn bên ngoài đó, đây mình chọn bên ngoài này, nó còn bỏ bên trong luôn, tại vì mình đã giới hạn ở trong rồi, inside này. À, thì mình chọn ngoài hay chọn trong nó đều bỏ hết, đều bỏ ở bên trong hết. Đó là khi mà quay inside. Đây mình chọn này. Đó, chọn ngoài nó không bỏ bên trong. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi. Tiếp theo là trim away outside. Outside thì nó ngược lại với inside. Inside bên trong thì outside bên ngoài thôi. Đây mình cũng giới hạn được hai cái đường này. Đường này đi. Cái đường này. Đó. Rồi bây giờ mình chọn bên trong thì nó bỏ bên ngoài. Chọn bên ngoài nó cũng bỏ bên ngoài luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Chọn bên ngoài, bỏ bên ngoài luôn. Chọn bên trong, bỏ bên ngoài. Đó. Nói chung là nó sẽ giới hạn bởi hai cái đường này. Phần nào bên trong nó sẽ giữ lại, bên ngoài nó bị loại bỏ hết. Đó là trim away outside nha, loại thứ tư. Rồi tiếp tục một loại cuối cùng. Đó là trim to closet. Trim to closet này là gì? Đây. Đây nha. Biểu tượng nó sẽ như thế này. Đây, một cái đường thẳng đứng này là một cái đường, nói chung là một đường giới hạn á, giới hạn ha, nó sẽ giới hạn cái đường nằm ngang này. Đó, hai cái đường này nó giao lại đây, và mình chọn cái điểm ngoài này là nó sẽ tự nó loại bỏ cái phần từ cái điểm giao này đi ra ngoài. Ha, mình chọn cái đoạn nào thì đoạn đó nó sẽ bị loại bỏ như vậy thôi. Ví dụ như là cạnh này nó đang cắt với cạnh này đó. Đó thì khi mà mình muốn cắt cái đoạn ngoài này thì mình chỉ cần tích chuột vào đây thì nó sẽ cắt từ cái phần giao này cắt ra ngoài. Ở đây này, mình ở giữa đây là hai dao này thì mình tích vào nó tự cắt. Này, tích vào cắt. Này cũng vậy luôn, tích cắt này. Rồi mình tích tiếp thì nó cắt tiếp. Tích tiếp cắt tiếp. Đó. Đó là trim to closet. Năm loại ha. Thông thường á thì mình sử dụng cái loại power trim thôi. Mình cần quét lên đâu là nó mắc lên đó. Đó, mọi người thấy chưa? Quét lên đâu mắc lên đó. Rất là nhanh. Power trim mà sức mạnh mà. Đó là lần trim nha. Rồi tiếp theo cái lệnh trim, đó là cái lệnh convert entity. Convert entity nha. Convert này á thì nó làm, mặc dù nó làm trong cái môi trường 2D nhưng những cái bài, những cái buổi này á, những ba buổi đầu á thì mình không sử dụng cái lệnh convert này nên là mình sẽ không có nói. À, mình cho nó qua đến cái phần 3D, đến cái phần 3D thì mình sẽ nhắc lại cái lệnh này cho mọi người nha, chứ không phải là mình bỏ qua nha mọi người. Nên là cái lệnh convert này thì qua phần 3D mình sẽ hướng dẫn chức năng và nguyên lý của nó là như thế nào, thì qua phần 3D mình sẽ hướng dẫn nha mọi người. Rồi qua một lệnh nữa, đó là lệnh offset. Lệnh offset đây, nó sẽ có một số bài offset như thế này, một số bài tạo offset trong buổi số 2 nha. Đây nè, chữ offset này nó sẽ có 5 cái bài tạo như thế này nè mọi người. Đó, ví dụ đây là một cái bài offset này. Offset thì nó sẽ lấy song song, nó sẽ có một cái cạnh chuẩn và nó offset vào bên trong hoặc là bên ngoài đó. À, cái kích thước bao nhiêu đó thì mình tự cho cho mọi người. Đây là một số bài tập về cái lần offset này. À, nó có 5 bài thôi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn, hướng dẫn bài tập và mình vừa nói cái lệnh nó luôn, nhận cái option trong cái lệnh nó luôn ha. Đối với cái bài này, đầu tiên là mình sẽ vẽ ra cái biên dạng góc trước, biên dạng góc của nó trước. Biên dạng góc lúc nào nó cũng đi qua góc tọa độ này. Đó. Rồi mọi người thấy trong này là 12 này. 12 cái đường này chắc chắn là nó sẽ offset từ cái đường góc này vào bên trong 12. Đó, chỗ này cũng vậy luôn. Chỗ này cũng vậy luôn. Nói chung là cái biên dạng bên trong này là sử dụng cái lệnh offset nha. Đó thì bây giờ mọi người sẽ vẽ cho mình trước là cái biên dạng bên ngoài này, để tí nữa mình thực hiện là offset, mình offset vào bên trong nha. Ở đây cái bài số 1 này nó sẽ như thế này, nó cũng sử dụng cái biên dạng này. Nó qua bài số 2 cũng là cái biên dạng này luôn, nhưng mà bây giờ offset nó kiểu khác, nó không giống như kiểu số 1. Mọi người thấy không? Thì mình có thể mình làm bài số 1 và mình giữ cái biên dạng ngoài này, mình làm tiếp bài số 2. Đó. Mình luyện tập thôi mà.
không? Thì đây mình sẽ tiến hành mình vẽ lại cái sketch ngoài này nha. Đến đây là mọi người ok hết rồi đó, không cần không có gì mà không có gì chưa học ở đây. Lệnh đây có thể vẽ lệnh arc này, hoặc có thể mọi người sẽ chọn line tangent, không chỗ này tiếp tuyến này rồi đi xuống này, nhưng mà đây nói chung là line tangent cũng được mà là arc cũng được, vẽ sạch cho nó ra cái bi nhận này là ok. Đây mình sẽ chọn một cái mặt, mình thoát cái này đi, mình sẽ chọn mặt khác, mình sẽ chọn mặt top ha, stretch. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái biên dạng như thế này. Mọi người nhấn Ctrl, nhấn Alt Tab, hai nút phím Alt và phím Tab để mà mọi người chuyển qua chuyển lại giữa hai cái màn hình nha, cho nó dễ. Đây nè, đó, Alt Tab thì nó sẽ chuyển qua chuyển lại. Đây, lên đây, đây. Cùng. Xuống đây. Đó, rồi xuống đây. Đây ha. Rồi. Sau khi mình ghi kích thước xong rồi thì mình sau khi mình vẽ được cái biên dạng rồi thì mình ghi kích thước. Ghi kích thước ha. Cái này là 50. Đây là 50. 50 này. Đó, rồi, tiếp tục. Góc này là 65. 65 nha. Đấy, rồi tiếp tục. Cái này, quay ra cái mép này là 150 nè. Thì cách ghi kích thước mà từ từ một cảnh hay là từ một đối tượng đó ra cái mép thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi, mọi người nhớ không? Mà nhấn giữ phím Shift á, muốn lấy mép cuối cùng là mà nhấn giữ phím Shift. Còn nếu mà mình không giữ phím Shift thì mặc định nó sẽ lấy cho mình cái tâm này là không đúng nha. Đây chọn cảnh này rồi nhấn giữ Shift thì nó sẽ lấy cho mình cái điểm múc ngoài cùng luôn nha. Đó, bao nhiêu? 150 đúng không? 150. Nhập vào. Đấy, rồi còn gì nữa không? 3 nhân R20 là cung này với cung này là bằng nhau và bằng R20. Đấy, thì mình sẽ ràng buộc trước. Một cung, hai cung, ba cung bằng nhau. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghi kích thước R20. 20. Rồi sao nó chưa đen? Sao nó chưa đen mọi người biết không? Thì mọi người nhìn ở trong đây này, cái tâm này với cái cạnh này với cái tâm này nó là một cái đường thẳng đó mọi người, một đường thẳng đó giao lại với nhà, nó giao lại với nhau á. Thì đây mình chưa ràng buộc này, mình ràng buộc thêm vào cạnh này với tâm này giao với nhau, giao chứ không phải là mid mắc mid boy nha, giao này khác nha. Giao rồi, rồi đen rồi ha. Sau khi mình đã vẽ được cái biên dạng ngồi rồi thì bây giờ mình mới tiến hành mình offset nha. Offset này mình sẽ offset vào bên trong này, cái biên dạng bên trong này. Đây là offset nó nằm ở đây nha mọi người, offset entity này, biểu tượng nó như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tích vào offset. Rồi đầu tiên nó yêu cầu mình nhập kích thước vào, cái đề nó cho mình 12 này thì mình nhập vào 12 nha, 12 này, 12 enter. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái cạnh nào mà mình muốn offset, ví dụ như mình muốn offset cạnh này ra mình tích vào. Rồi những cái option này coi như là mình chưa chọn ha, mình chưa chọn, mình chỉ là mình chưa chọn gì hết luôn, để trống hết luôn à. Thì mình sẽ nói từng cái option cho mọi người dễ. Đây mình đây coi như là mình mới cái nhập kích thước rồi ha, mới nhập kích thước rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cạnh để mà offset. Đây, mình sẽ tích vào cạnh này. Rồi, mọi người thấy không, một cái đường màu vàng vàng này nó sẽ xuất hiện, nó nằm bên trong này, có nghĩa là mình đang offset vào bên trong. Rồi mình muốn ra bên ngoài thì sao, mình sẽ tích vào cái ô revert. Revert ra, revert là bên ngoài. Đây này, nó đang vào bên trong này, bấm revert thì nó sẽ vào bên ngoài. Trong hay ngoài gì đó thì tùy mình lựa chọn nha. Đấy. Rồi, nếu mọi người bấm ok, nếu mọi người chỉ muốn ghi kích thước một cạnh này thôi, mọi người ok này. Ok. Thì cái đường này nó sẽ nó màu xanh. Màu xanh đó là mình sẽ di chuyển được. Đây này, mình sẽ di chuyển được này. Đấy, mọi người thấy nó di chuyển không? Đấy. Như hiểu được. Lẽ ra là mình muốn là nó offset 12 thôi mà nó vẫn còn xanh này, nên là mình di chuyển chuột ha. Cách này là không hiệu quả. Đây mình xóa nó đi. Rồi bây giờ mình thực hiện lại offset này. Mọi người nhớ tích cho mình vào cái ô là add dimension để cho sau khi nó offset rồi nó ghi kích thước cho mình luôn. Đây.
nó sẽ gây kích thước cho mình luôn, thì cái đường này chắc chắn nó sẽ đen lại. Rồi à, nhớ nha, nhớ phải tích vào cái ô đó. Rồi lại nha, offset này, cái ô này là để gây kích thước, bắt buộc phải tích. Cái ô này là đảo chiều trong hạt ngòi đó, thì tích vào ô này đó. Rồi bây giờ mình muốn offset hết tất cả những cái này thì sao? Mình sẽ chọn từng cái ha, chọn từng cái, một này, hai này, đó, ba này, rồi bốn này, năm này, sáu này. À, khi mình chọn đầy đủ cái bia dạng này thì nó sẽ tự động nó sinh ra cho mình cái bia dạng offset này. À, nếu như mọi người chọn đầy đủ rồi mà mọi người không thấy cái đường màu vàng vàng này, có nghĩa là nó sẽ không xác định được cái đường offset của mình đây này. Khi mình bấm revert thì nó sẽ không thấy. À, mọi người thấy không? Đó, revert là ra bên ngoài này, và bên ngoài thì nó sẽ không có xác định được, kiểu như là những cái cạnh nào nó bị chồng lên nhau nên là đang vào nhau, nó không có xác định được cái đường offset đó, nên là nó sẽ không có hiện lên màu vàng. Và nếu mình ok thì nó sẽ báo lỗi, nên là mình sẽ bấm revert để nó vào bên trong đó. Đó là cách ha, cách đã chọn hết ha. Đây mình sẽ hướng dẫn một cách nhanh hơn, đó là select chain. Chain này là chuỗi này mọi người, chuỗi ha. Thì đối với những cái biên dạng nào mà kín á, kín nha, thì mình mới chọn chuỗi. Mình sẽ chọn một cạnh trước ha. Rồi mình sẽ tích vào select chain thì nó sẽ cho phép mình chọn cả chuỗi này luôn. Đó, chain này thì nó sẽ chọn hết. Nhưng mà bây giờ nó chọn hết, nó không có sinh ra được này, chưa sinh ra được. Có nghĩa là nó đang nằm ở đâu đó ngồi này mà mình không biết ha. Rồi mình sẽ bấm revert thì nó sẽ quay qua bên trong. Đó, mọi người thấy không? Nó vào bên trong này. Đấy. Rồi, nếu mà xong rồi thì mọi người bấm ok thì nó sẽ tự động nó xác định cho mình, xác định cho mình cái phần revert, à, cái phần offset này. Chỗ này nó có cái một cái vàng vàng này, mọi người thấy không, là cái phần tiêu biến của cái đường tròn này, lẽ ra là đến đây nó sẽ vào bên trong này, nó kéo ra đây, rồi có một cái đường này lên đây, nó giao vào chỗ này, nhưng mà chỗ này nó solid, nó tự tiêu biến cho mình luôn rồi. Những cái vị trí này, vị trí đặc biệt này, cái tiêu biến này, cái chỗ này cũng vậy này đó. Giống như cái đề này được cho, đó là offset nha, đó là cái bài số 1 á. Rồi qua đến cái bài số 2 này. Bài số 2 này á, thì không còn offset cả cái chain, cả chuỗi nữa, mà nó chỉ offset một cái phần nhỏ này thôi. Một phần nhỏ này sao? Không chọn chuỗi nữa, giờ chọn cạnh nào. Đó, mọi người thấy nè, thấy cái cạnh này không? Nó xem cái cạnh này đúng không? Là chắc chắn mình phải chọn cạnh này rồi. Tiếp theo cạnh này, xem cạnh này. Rồi cái cung này, xem cái cung này, là được ba cái này, ba đối tượng này, và cách đều 12. Đó, còn cái này sao? Cạnh này sao? Cạnh này thì mình vẽ thêm thôi, chứ mình không có offset từ cạnh này vào được, tại vì mình đâu có kích thước đâu, để nó đâu cho kích thước đâu, nên là mình không offset được nha. Đó, đại khái là như thế ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ thực hiện cho mọi người. Còn cái này ok thì mình sẽ Ctrl Z lại, mình hủy nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là offset, và đừng quên là phải bỏ cái select chain đi nha, bỏ select chain đi cho nó khỏi chọn chuỗi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn này, một cạnh, hai cạnh và một cung này. Nó, sau khi mình ok thì nó sẽ sinh ra như thế này, sinh ra như thế này ha. Rồi mình ok này, đó tạo ra một cái đường thẳng như thế này. Rồi mọi người quay lại cái đề, mọi người xem chỗ này á, nó là một cái đường tròn, thì giờ mình làm sao? Đường tròn thì giờ mình làm sao? Mình chỉ có là cái cung à, nửa cung à, nửa đường tròn à, mà cái đề nó yêu cầu mình làm một đường tròn, thì có thể mọi người sẽ chọn cách là vẽ thêm cung đúng không? Nhưng mà khỏi cần luôn, cái lệnh offset của mình nó sẽ cho phép mình kéo dài, kéo dài. Ví dụ như là nó đang là cái đường tròn này, nó offset và từ cái đường tròn ngoài này là 12 đúng không, thì nó kết thúc tại điểm này, mình có thể tích chuột vào cái điểm này này, mình kéo nó ra. À, mọi người thấy không? Mình kéo nó ra nó vẫn được nè. Mình kéo nó ra đến cái điểm này, đến cái điểm này nè, điểm bắt đầu của cung nè, thì mình sẽ ngừng lại, mình thả chuột ra, thì nó tự động nó bắt cho mình luôn, nó bắt giao cho mình luôn nè, đang bắt giao này. Đó, offset là mình có thể kéo dài được nha. Đó, trên này mình cũng có thể kéo xuống nè. Đó, mình kéo xuống này được nè, được cho mọi người. Đó, kéo được nha. Rồi bây giờ chỗ này có thêm một cái đường đi lên nữa, thì mình sẽ tích vào, mình chọn là line thôi, mình line thôi ha, vẽ thêm vào thôi. Đây mình sẽ đưa chuột vào, chọn cái điểm ngay gấp phần tư này, em mọi người thấy không, điểm này tích chuột vào, một kéo thẳng nó lên theo đường giống này, đến cái đường màu cam cam này, khi nào mà nó xuất hiện ra cái biểu tượng
cái răng bộ màu vàng vàng đó thì mình tích vào, hoặc là mình đưa ra thẳng lên trên này luôn, thẳng lên trên này luôn, sau đó mình trim. Mình đã học trim rồi mà đúng không, vừa nãy trim sẽ mình sẽ trim chứ không phải offset ha. Trim đây, chọn bao trim, quét luôn, quét hai được này rồi, ok ha. Xong sang bài số 2 gọi là offset ha. Đây rất nhanh, rất gọn. Rồi qua tiếp bài số 3. Bài số 3 này á là cái hình gốc của nó cũng giống như là cái hình bài số 1, số 2 thôi, nhưng mà kích thước nó thay đổi một xíu. Cái biểu dạng thì giống nhưng mà kích thước thay đổi một xíu. Là cái cạnh này là 55 và cái góc này bây giờ là 45 độ. 45 độ nha. Cái cạnh này cũng là 175 độ. Đó, thay đổi một chút xíu thôi. Không vấn đề gì hết ha. Cái này á, hình góc của nó là hình này nè mọi người. Đây này. Từ cái điểm góc mà lên đây. Đó, lên đây rồi kéo lên đây, lên đây. Rồi, chỗ này là một cung rồi, quay lại đây. Điểm này. Rồi điểm này kéo xuống đây. À, rồi điểm này qua đây, nửa cung nữa, rồi quay về đây, rồi cung qua đây, à, điểm góc nó như thế, là mình chỉ cần mình sửa lại kích thước của cái hình hình này thôi, là ok ra, mình tận dụng lại, cần cho nhét, đây, cần cho nhét con số nó đi, đó, đây ha, rồi bây giờ mình sẽ sửa kích thước này là 55, đổi lại 55, sửa kích thước nhé đắp chuột rồi nha, 55 center, đó, hoặc là nhé chuột cũng được. Nói chung là hai cái nào cũng được hả? Cái nào mình sửa ok thì mình sửa thôi. Đây là 45. Đó. Rồi nha. Tiếp theo là 175. 175 này. 175 enter. Rồi. Là trước mắt là xong cái biên dạng ngồi đó. Rồi bây giờ mình mới tiến hành mình offset. Tiến hành offset nha. Ở chỗ này này. Mọi người thấy nó giống như là một cái rãnh slot đó mọi người. Ở đây là mọi người có thể là vẽ cái rãnh slot cũng được ha, vẽ rãnh slot cũng được ha. Đây vẽ rãnh slot thì như thế này thôi. Rồi một điểm, hai điểm, kéo ra đây thôi đó, như thế này thôi. Nhưng mà cái bài này nó yêu cầu mình là offset mà nằm trong cái lệnh offset, nên là mình sẽ không có sử dụng cái rãnh slot như thế này, mà mình sử dụng cái lệnh offset ha. Thì offset nó cũng có thể tạo ra cái rãnh slot này nè mọi người ha, có thể tạo ra được này. Ở đây nó sẽ offset 10 này, offset 10, mọi người thác 10 này, từ cái đường góc này vào bên trong 10 và ra bên ngoài 10. Đó. Ở đây mình sẽ chọn là offset cho mọi người ha, offset này. Rồi, mình sẽ chọn cạnh này trước đã, cạnh này ha, nhập vào đây là 10, 10 nha. Rồi, lúc nãy là đến cái phần select channel rồi này. Tiếp theo là cái option bidirectional. Bidirectional là bidirectional có nghĩa là hai hướng đó mọi người. Khi mình tích vào này thì nó sẽ offset ra hai hướng, vào bên trong và ra ngoài luôn. Và mỗi cái là 10 thì hai cái cộng lại là 20, giống như cái đề này, 10 này, 10 này là 20 nhá. Đó. Bidirectional là hai hướng nha. Rồi tiếp theo. Còn hai đầu này sao? Hai cung này sao? Hai cung này nó cũng có option luôn. Đó là cap end. Cap end này có nghĩa là bịt cái đầu lại á mọi người. Bịt cái đầu lại này, offset xong rồi nó bịt cái đầu lại luôn. Là mình sẽ tích vào cap end. À mọi người thấy không? Nó xuất hiện hai cái cung này nó bịt lại luôn, nó bịt cái offset này lại luôn này. Và ở đây trong cap end nó sẽ có hai cái option nhỏ. Thứ nhất là arc và thứ hai là line. À, mình đang chọn arc thì nó sẽ bịt lại bằng cái cung. Mình thấy cung không? Còn nếu như mình chọn line này thì nó sẽ bịt lại bằng cái đường thẳng. Đường thẳng ha, không phải là cung mà là đường thẳng. Arc là cung, line là đường thẳng. Thì cái đề nó yêu cầu mình arc thì mình sẽ chọn arc. Chưa? Đấy. Rồi. Như này, construction geometry là gì? Cái này á, mọi người thấy cái đề này. Cái chỗ này. Chỗ này nè mọi người. Cái đường thẳng góc này, bây giờ nó là center line rồi, chứ không phải là line nữa. Đúng không? Sau khi nó tạo ra slot này thì nó chuyển cái đường này về center line. Thì để chuyển về thì mọi người sẽ tích vào cái ô base geometry này. Base geometry là cái đường góc, đây là cái cơ bản cái góc á, và là nó sẽ chuyển về đường center line. Construction là center line này, đường nét đất này. Mọi người thấy không? Khi mà mình chọn
khi mà mình chọn cái base geometry là mình có thấy có một cái đường màu vàng vàng đang đất này nó được sinh ra. Đó, được sinh ra. Nếu mà mình ok. Ok thì nó sẽ ra như cái phần này, cái những phần này. Đó. Rồi, còn một cái nữa là offset geometry là gì? Khi mà mình chọn offset geometry thì cái đường offset này nó sẽ biến thành cái đường nét đất luôn. Đó, đường nét đất luôn nha. Rồi, base là cái đường góc, còn offset geometry là cái đường nét đất. Cho. Đó là tất cả tập về cái lệnh offset. Tất cả những cái option là mình đã hướng dẫn hết nha. Đó nha. Ok này. Đấy, thì nó ra cái hình này thôi. Rất đơn giản. Do. Rồi tiếp tục. Đây, tiếp tục là cái phần này. Chỗ này này. Chỗ này này. Nó cũng là sử dụng offset để ra offset ha. Cũng sử dụng là bidirectional này, là offset về hai phía này. Thấy không? Và cái base geometry nữa. Mình chuyển cái đường này về cái đường straight line này. Mình thấy cho mọi người. Đấy, thì mình cũng làm tương tự thôi. Mình cũng chọn là offset và mình chọn đây offset nha. Rồi 10 này, 10 hay là 8 rồi. Thì đây là 8 thôi, mình nhập vào 8. 8 nha, enter. Rồi. Đây mình sẽ chọn một cạnh. À, mình bỏ cái cap end đi nha, bỏ cap end đi. Đấy. Rồi những cái kia mình vẫn giữ lại. Tiếp theo, cung. Rồi, mọi người thấy gì không? Ok chưa? Sinh ra như thế này rồi này. Rồi mình để hai cạnh này thôi, tí nữa mình sẽ điều chỉnh lại. Ok nha. Đó. Rồi, nữa này, rồi mình xem thử. Cái cạnh này nó kéo lên đến cái cung này luôn. Rồi đến cung này. Và cái điểm này này, lên cái tâm này là 55. Mình thấy chưa? Thì đây mình sẽ kéo cái cạnh này này. Kéo lên cung này luôn. Kéo lên đến khi nào mà nó hiện cái dao lên là cái biểu tượng dao lên mình thả chuột ra. Đó, còn cạnh này mình kéo xuống tí. Kéo xuống tí để mình ghi kích thước. 55 á, từ cạnh này đến tâm này. 55 này, nhập vào. Đó, 55 nha. Rồi. Như này. Cái này là đường tròn nè. Đường tròn thì lúc nãy mình nói rồi. Là cái đường tròn này mình có thể kéo dài ra. Kéo dài ra thì nó vẫn giữ cái bán kính đó. Kéo dài đến cái điểm này thì mình gần lại. Thả ra. Rồi cái này mình cũng có thể kéo ra. Kéo về này. Hoặc là mình trim đi. Đó. Kéo về hoặc là trim đi đều được nha. Rồi. Đó là xong cái bài số 3 luôn. Đó. Qua ba bài này thì mình đã hướng dẫn cho mọi người tất cả về cái lệnh offset nha, tất cả về cái lệnh offset rồi. Đó, thì về nhà mọi người làm lại cho mình và làm thêm bài này. Đó, mọi người làm sao đó đặt cái hình cho nó đúng ha, chỗ nào là hình gốc, chỗ nào là hình offset, nhìn làm nha. Đây là cái phần bài tập về nhà nha. Hôm nay là mọi người làm bài hơi bị cực rồi đó. Buổi số 1 và buổi số 2 nó dồn lại này. Buổi số 1 này. Đó, làm hết bao nhiêu đây? Rồi buổi số 2 là Latin dần này, là bài tập thêm thôi. Đó, chủ yếu là mình biết được rồi. Rồi offset nữa nè. Mọi người phải làm được nha. Rồi còn khi nào mà mọi người làm bài tập mà mọi người thắc mắc á, thì mọi người nhớ là nhắn tin lên group nha. Thắc mắc là nhắn tin lên group. Hoặc là cái buổi đầu buổi hôm sau bài nào khó thì mình sẽ sửa cho mọi người nha. Còn cái vấn đề nộp bài tập làm sao? Nộp bài tập thì ở đây trong nhóm của mình có ai đã xài Dropbox chưa? Các đã từng xài Dropbox chưa? Hoặc là đang xài không? Rồi nếu mà bạn nào đã xài Dropbox rồi thì nó rất là tiện luôn. Ví dụ như mình học online như thế này thì nó rất là tiện cho cái việc mình chia sẻ tài liệu với nhau á. Đấy, rồi bài tập về nhà mọi người cứ lưu, cứ làm và lưu vào máy ha. Đấy, rồi thì mình nói về một chút về cái Dropbox này ha. Dropbox này là nó có chức năng là khi mà mình tải về, mình cài đặt vào máy mình á, mình tạo ra một cái thư mục này, ví dụ như là CSW Online K65 này là cho lớp của mình ha. Đó. Thì mình mọi người, mấy mọi người cũng tải về luôn, cũng tạo cái nick Dropbox, cũng tải về máy luôn. Đó, và cài đặt như thế này. Thì mình sẽ share cái thư mục này qua cho cái Gmail của mọi người, qua cho cái nick của mọi người á, và mọi người sẽ nhận được cái thư mục này, nhận được thư mục này luôn, giống như thế này luôn. Sau đó mọi người sẽ lưu bài tập vào đó, lưu bài tập vào cái thư mục đó. Thì nó có mạng á, nó sẽ khi mà mình kiểm tra là mình sẽ vào cái này này, vào cái này máy mình, là nó sẽ mình sẽ thấy được là bài tập của mọi người làm như thế nào á, để mình kiểm tra. Chứ mọi người không cần phải là nén lại lưu, ý là lưu vào một file đúng không, lưu vào một cái thư mục, xong rồi mọi người nén lại mọi người gửi lên Zalo,
thì nó rất là bất tiện. Rồi mình muốn kiểm tra xong rồi mình tải về mình giải nén ra thì nó rất là mất thời gian và lại nó bất tiện, nên là mình sử dụng Dropbox này là nó sẽ nhanh hơn, cũng như là mình dùng chung cái thư mục này thôi. Ai muốn làm gì làm cứ lơ lên trên đó, bài bao nhiêu đó, view list hay là chém phơi đó, mình lơ vào đó, lơ tên vào đó thì mình sẽ kiểm tra được, mình sẽ kiểm tra được ha. Đó. Mình ngồi máy mình kiểm tra được luôn, không cần thiết mọi người phải phải nộp lên Zalo hoặc là lên Sky nha. Đấy là cái tiện lợi. Thì nhưng mà nó có khó khăn tí là mình phải tải về mình lập nick. Tải về mình lập nick Dropbox. Về nhà mọi người mình sẽ share cái link tải Dropbox qua cái mail của mọi người nha. Cái mail hôm trước mọi người gửi á. Ha, mình share qua cái mail đó. Rồi mọi người thì vào cái mail và tích vào cái link đó để tải Dropbox về nha. Rồi mọi người lấy cái Gmail đó, mọi người tạo một cái nick Dropbox ha, tạo một cái nick Dropbox bằng cái Gmail đó. Xong rồi mọi người đăng nhập vào cái máy. Rồi mình sẽ share cái thư mục này, share qua cái Gmail đây này. Ví dụ như mình muốn share là mình tích chọn phải này, mình chọn share này. Ha, share qua Gmail, ví dụ Gmail mọi người cái nick đó. Nick Gmail của mọi người để dùng Dropbox á là cái gì đó thì mình nhập vào đây. Mình ok cái là nó sẽ qua máy của mọi người và mọi người làm bài tập xong đó mọi người lưu vào đó. Đồ mọi người. Về nhà tải đó nha. Mình sẽ chia sẻ qua link chia sẻ qua Gmail rồi mọi người vào đó mọi người tải. Đó, rồi ok. Các bạn khác thì sao? Rồi ok nha. Vậy thì tối nay mình về mình sẽ share qua cái Gmail rồi mọi người check mail mọi người tải về nha. Tải về nó nhẹ lắm. Nó còn nhẹ hơn Sky nữa. Tải về lập nick là cái là xong mà. Mình sẽ tạo cái thư mục với nhau như là đây. Này, hiện tại là đang làm một cái thư mục trống đúng không? Nên là một thư mục trống thì mình sẽ tạo ra những cái thư mục nhỏ, ví dụ như là tên của mọi người, Huy hoặc là Mạnh gì đó. Mình tạo đây. Rồi mọi người cứ lưu vào trong cái thư mục cái tên của mọi người đó là được ha. À, tí nữa đi, tí nữa anh xong cái này là anh chia sẻ liền nha, không sao đâu. Rồi thì hôm nay mình học đến đây thôi nha. Đến cái là offset thôi, hôm sau mình sẽ học tiếp. Bao nhiêu đây là mọi người về nhà làm bài tập cũng đuối rồi đó. Rồi ok, anh Thành muốn hỏi gì thì anh hỏi đi. Cách nào á để mình chèn cái hình ảnh bài tập của mình á vô trong slide luôn để mình nhìn cho nó tiện á, khỏi phải mình phải mở qua mở lại á. Anh muốn chèn cái hình vào hả? Đúng rồi mình chèn trực tiếp rồi. Chèn cái hình trực tiếp vào slide luôn đó. Đúng rồi, để mình dễ nhìn á, mình vừa thao tác bên đây mình nhìn luôn hình khỏi phải chuyển tương tác qua. Em sẽ chỉ anh cái cách chèn hình, nhưng mà cái cách nhanh nhất vẫn là Alt Tab chuyển qua chuyển lại nha. Cách chèn hình là đây. Có thể là anh chia hai màn hình nha, có thể chia hai màn hình hoặc là có thể là đây em sẽ hướng dẫn anh chèn cái hình này. Ví dụ em tạo một file mới đây nha. Đây. Rồi mọi người cũng chú ý nha. Rồi chọn mặt front, chọn sketch đây. Rồi chèn hình thì mình sẽ vào đây. Mình chọn là command vào đâu này nha, chọn command để em làm thử ha. Command đây, nhập vào là picture là nó sẽ ra picture này à. Mình phải chọn mặt trước này, mình chọn mặt trước rồi mình mới chọn picture, cho này picture này đó, picture thì nó sẽ có là sketch picture đây. Sketch picture là nó cho mình chèn vào này, open này đó, nó chèn vào đây. Rồi mình muốn di chuyển hình nó đi đâu thì mình di chuyển. Nhưng mà cái này nó hơi bất tiện. Đó, nó hơi bất tiện với cái tỷ lệ của mình này. Rồi bây giờ anh nhìn vào đây, anh muốn vẽ thì anh vẽ thêm vào đây. Đó. Vẽ sau đó ghi kích thước. Đây ha. Chẳng hạn như vậy này. Nhưng mà cái này nó phải theo tỷ lệ nha. Ví dụ như là cái hình này, cái tỷ lệ của nó là mình giờ mình nhìn nhà mình chưa biết là cái chiều dài của hình này bao nhiêu, chiều ngang của hình này bao nhiêu đúng không? Khi mà nhiều khi mình ghi kích thước cái hình này nó nhỏ quá thì tự nhiên cái hình này nó phóng bị to ra, hiểu không? Đây nè. Ví dụ kích thước hình này là 180 đúng không? Nhập vào 180. Đó, thì cái hình này thì bây giờ nó to lên, còn hình này nó nhỏ lại. Mình không có điều chỉnh được hình này nữa. Thấy không? Không điều chỉnh được hình này nên là nó rất là bất tiện cái này.
Cái này là để sử dụng cái mục đích khác chứ không phải là dùng cho vẽ, để kéo cái hình này ra vẽ cho nó nhanh. Đó. Cách nhanh đó là anh chuyển qua Alt tab rồi anh chuyển qua chuyển lại hai tab này để anh vẽ thôi. À, hoặc là anh chia hai cái màn hình đó. Chia hai màn hình thì em như thế này nè. À, mọi người biết cách chia hai màn hình không? Đây, mọi người bấm cái màn hình này nhỏ lại tí này, nhỏ lại tí ha. Rồi, mọi người muốn cái màn hình này nằm phía bên nào thì mọi người kéo qua đây. Kéo thẳng qua đây ha. Đến khi nào nó xuất hiện một cái khung á. Có, mọi người thấy một cái khung không? Thì mọi người thả chuột ra. Đó, thì nó sẽ chia ra một cái màn hình rồi này. Rồi, bây giờ mình muốn vẽ solid thì mình chọn solid. Mình cũng bấm nhỏ lại này. Đó, rồi mình muốn chia ra thì mình cũng tích vào cái này, mình kéo ra bên ngoài. Kéo ra bên ngoài. Đó. Thì ở đây mình có thể là mình vừa xem mình vừa vẽ thao tác luôn, thao tác trên này luôn đó, được rồi. Còn ở nhà nếu mà mình làm bài tập thì mình cái thay cái màn hình bên này làm bằng cái hình này đó, được không? Đây, ở đây muốn tối ưu thì mình sẽ tắt tắt đi cái phần trò chuyện này này, tắt đi đó là mọi người sẽ nhìn thấy cái màn hình lớn nhất có thể đó, được rồi. Còn ai có cái thắc mắc gì không? Nếu không có thì mọi người có thể nghỉ nha. Về nhà mọi người cố gắng làm bài tập cho mình. Phải làm bài tập nha.